Tôi với Hường qua lại cũng lâu rồi. Ông bà ta thường nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Nên nếu Hường ưng thì tôi lựa ngày lành tháng tốt qua thưa chuyện với cha mẹ. Dạ em cũng chưa biết nữa, để em suy nghĩ đi nha. Biết là Hường phải suy nghĩ rồi, nhưng mà tôi cũng phải biết là Hường có tình cảm với tôi hay là không á. Anh nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có thì làm sao em để cho anh tới lui bao lâu nay? Không ấy á, bây giờ anh đi về trước đi, có gì em trả lời anh sau ha. Hường nói vậy thì tôi yên lòng rồi. Hường cứ suy nghĩ đi, vài bữa tôi quay lại. Dạ. Anh hả? Anh về hướng này đi, gần hơn đó. Hướng này hả? Dạ. Nhà Hường nhiều hướng quá. Hường. Hường, vụ hôm bữa Hường hứa với tôi á, Hường tính sao rồi? Hay là mình làm đám hỏi luôn đi? Dạ bây giờ em cũng chưa biết nữa. Không ấy, bây giờ anh đi về trước nha, có gì để mấy bữa sau em trả lời anh nha. Bữa sau nữa hả? Vậy thôi, Hường đã nói vậy thì tôi chờ vậy. Thôi tôi về nghe Hường. Dạ. Và bữa sau á, Hường nhớ trả lời tôi đó. Dạ, anh an tâm. Anh bạn. Ủa, đi đâu đây? Tôi đi đợi câu trả lời nè, tôi kể ông đó. Ủa vậy hả? Ông đi đâu vậy? Tôi cũng đi tìm câu trả lời nè. Ủa, tôi kể anh đó. Ủa hả? Mà sao anh vô nhà này? Thì nhà nàng tôi ở đây nè. Ủa vậy hả? Trùng hợp vậy. Nhà nàng tôi cũng ở đây nè. Ở đây luôn hả? Ê, có khi nào á hai anh em mình cưới hai chị em luôn không? Nhiều khi là chị em sinh đôi luôn á. Lúc đó hai anh em mình làm cục chèo á, nhậu đã luôn. Tha hồ ăn nhậu. Ủa kìa. Nàng. Ủa Hương, sao Hương không kể với tôi á là Hương có chị em sinh đôi gì hết vậy? Ủa, tôi có biết đâu. Sao Hương không kể cho tôi nghe? Tôi biết rồi. Hình như là bởi vì hai đứa tôi nên Hường không trả lời được phải không Hường? Thôi tới nước này rồi á thì em cũng nói thiệt, em quen hai anh cùng một lúc, ai cũng tốt với em hết á, nên là em không biết phải làm sao. Hèn chi. Thiệt ra hai đứa tôi có vô tình gặp nhau rồi, còn ngồi nhậu chung nữa. Tụi tôi tâm sự nhiều lắm, thằng nào á cũng thương Hường thiệt lòng, thương Hường nhiều hết trơn á. Nhưng mà tôi nè, là tôi thương nhiều hơn. Ông im đi, tôi mới là người thương Hường nhiều nè, tại tôi không nói. Bởi vậy khó lòng quá, em không lấy được hết hai người, mà cũng không muốn làm cho hai anh phải đau lòng. Thôi thì hai anh cứ coi như là chưa từng quen biết em đi. Em hối hận khi để hai anh đối mặt với nhau lắm đó. Bây giờ tôi quyết định gì được không? Hường là con gái, đừng có bắt Hường phải nhức đầu. Nếu Hường nói có tình cảm với hai đứa tôi thì bây giờ để đàn ông giải quyết với nhau nha. Giải quyết hả? Anh tính giải quyết sao? Thì làm sao cho công tâm, để lựa ra người xứng nhất với Hường. Dạ, nếu được vậy thì em cũng đỡ ai nấy, bởi vì em không muốn làm cho hai anh buồn. Bữa nào rảnh ghé nha. Bữa nào rảnh ghé. Biết rồi. Trả lời đồng mệt. Chủ quán, cho bên rượu với dĩa mồi, tôi với anh bạn này có chuyện cần bàn. Dạ rồi, có liền. Dạ, rượu quý khách đây. Chờ chút nha, tôi vô tôi làm mồi. Thôi ông nói trước rượu đi. Rồi sao? Sao là sao? Phân xử chứ sao? Nè, chỗ anh em quen biết, giờ bộ cha anh lớn hơn tôi. Thôi vậy đi, người lớn á nhường cho người nhỏ, anh nhường tôi lần này đi,
Tôi muốn cưới Hường thiệt đó. Ngu à, cứ giờ một lần chứ làm như mấy lần ấy. Nhường nhường là ông phải nhường cho tôi à. Tại sao? Tại vì ông bự con hơn tôi. Người bự con phải nhường cho người nhỏ con chứ. Có chuyện đó luôn hả? Có sao không? Anh bạn vậy thiệt nha, mặc dù mới gặp mà tôi cũng khoái anh lắm. Có cái gì á nhường được là tôi nhường anh cái một. Nhưng mà cái gì tôi cũng nhường anh được hết á. Có cái này tôi không nhường anh được. Đây 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 đây, có mồi đây, mồi của quý khách đây. Rồi, anh cứ để đi. Vậy giờ sao? Vậy mà, anh tự dàn xếp đi. Anh tới nhà Hường, anh nói là không bao giờ gặp Hường, vậy là được rồi. Tôi tự dàn xếp? Ừ. Rồi tôi lỗ luôn vậy đó hả? Coi bộ vụ này là khó ai nhường ai rồi. Nè, bây giờ mình phải phân định thắng thua mới ổn được. Tôi với ông thi tài đi. Rốt cuộc ai phải công nhận người kia giỏi hơn thì tự rút lui. Được, thi thì thi. Nhưng mà thi cái gì đây? Uống với tôi cái đi. Uống. Tôi giỏi nhất là lừa đảo. Lừa đảo hả? Rồi nhỏ thôi. Ai tôi không muốn lừa ai thôi. Nếu tôi mà lừa, không ai có thể thoát được. Vậy hả? Anh phải thử tôi coi tôi mới tin. Tôi chọc chú bán chút nha. Để khỏi trả tiền chỗ này. Làm sao khỏi trả tiền? À, cái gì? Chuyện này dễ mà. Ăn xong rồi chạy làm cái gì? Ai làm cái cách đó? Không tin đúng không? Nấp đi trong kia đi. Coi tôi làm này. Được, để tôi coi anh làm gì. Ê, đi đâu vậy? Tính tiền đi chứ. Chẳng nghĩ. Thì tiền ăn nãy giờ nè. Cái đất gần kia nó rủ tôi nhậu mà. Tôi bị sưng răng uống được cái gì đâu. Đúng là đồng đó phải trả tiền của tôi chứ. Ông thấy không? Chính nó là người kia đồ ăn rau mà. Đừng có lừa đảo tôi nha. Ủa? Bây giờ đồng kia ở đâu rồi? Trời ơi, thôi đi đi cha. Coi như tôi xui. Tôi đi thiệt á. Đi đi, mệt quá. Ông thấy không? Khi mà lúc mà tôi đi á, là ông bị lỗ chỗ này rồi đúng không? Sao lỗ? Thấy chưa? Vô đi. Ủa vậy là sao? À, không có gì đâu chủ. Anh bạn tôi anh giỡn mà. Không có gì đâu, chầu đại chút nữa tôi trả. Trời ơi, mấy ông làm kỳ quá nghe. Giỡn gì kỳ quá. Giỡn thôi chủ quán ơi. Công nhận á, anh hay thiệt chứ. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi phục anh đâu. Chủ quán ơi, cho bầu rượu với dĩa thịt gà nha. Tôi chưa nói anh chuyện quan trọng này phải không? Nói gì? Tôi là ăn trộm. Một tay trộm số 1 ở Kinh Thành. Anh là ăn trộm hả? Không tin hả? Thấy cái tay lái buôn ngồi ở bàn kế bên không? Ăn trộm mình nhìn lũ lý mà. Xin lỗi. Thấy cái túi tiền bên hông không? Thấy không biết bao nhiêu mà tôi thấy nhiều á. Tôi sẽ lấy túi tiền đó và làm cho mọi người phải công nhận số tiền đó là của mình. Được hả? Chóng mắt lên mà coi. Ông chủ. Hả? Ông đang bận lắm đúng không? Hả? Để tôi bưng phụ ông dĩ gà ra cho. Ê, giúp giùm tôi nha. Cảm ơn nha. Ông có việc làm đi. Dạ. Cảm ơn. Xin mời ông. Cậu làm gì bất cẩn vậy? Dạ xin lỗi ông. Để tôi thay bình rượu khác cho ông. Thôi khỏi. Còn nhiều uống nhiều đi. Dạ. Sao mà xui dữ vậy nè? Ướt hết quần áo rồi. Hết thân thú luôn.
thiệt á. Nè, anh điên rồi hả? Giấu đi đi. Nè, chủ quán tính tiền nè. Ủa, tiền của tôi đâu rồi? Tiền của tôi đâu rồi? Cái tiền này là gì vậy? Cậu, cậu là ăn cắp trả đi. Ơ người ta, ăn cắp, ăn cắp. Ông buông ra coi. Tiền này là của tôi. Ông định cướp của tôi hả? Bỏ người ta của ông cướp. Bỏ người ta của ông cướp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi để bên đây nè. Cậu ta dám ăn cắp của tôi đó. Cái gì? Ông nói tiền này là của ông. Đúng. Tại sao ông dám chắc như vậy? Ông muốn ăn cướp hả? Giải ông lên quan bây giờ. Nó là thằng ăn cắp. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi dắt bên đây nè. Bây giờ tôi thấy nằm ở đây. Tiền này là của tôi. Ông dám chắc không? Nếu tôi chứng minh tiền này của tôi thì sao? Là ông thấy cái túi tiền này giống cái túi tiền của ông nên á, ông mới nói là tôi ăn cắp á. Ừ. Nếu như tôi ăn cắp á, tôi ngu dại gì, ngu gì phải để trên bàn này mà không đốn đi. Đúng rồi. Nhưng mà tôi dám chắc gì ông? Túi tiền này là của tôi. Chủ quán, ông bán quán bao nhiêu năm rồi, ông còn lạ gì những cái thứ mà giả bộ giàu sang rủng rỉnh rồi vô đây lừa đọc bà con hả? Cái đó lâu lâu cũng có đó. Chủ quán, ông thấy hai túi tôi không? Vô quán có chút đỉnh rồi đi về. Ông có thấy tụi tôi giống như phường trộm cắp không? Cái này đâu biết. Ông không biết thì làm sao ông biết túi tiền này là của ông? Nói tóm lại, tiền này là của tôi. Cậu bày trò ăn cắp tiền của tôi. Của tao. Trả đi. Của tôi. Của tao. Của tao. Tiền này là của tôi mà. Của tao chứ phải của mày. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tao. Của tôi. Thôi. Của tôi. Cái gì? Ý không phải. Ý tôi nói là cái số tiền này nè, ông nói là của ông. Còn anh, tiền này anh nói là của anh. Tới lại bây giờ đưa số tiền này lên cho quan phân xử là xong. Lên quan thì lên quan. Quyết định gì đi. Tang chứng vật chứng đã có sẵn. Dạ. Tên lấy buôn kia. Dạ. Nếu người nói đây là túi tiền của ngươi thì hãy chứng minh trước công đường đi. Dạ bẩm quan, cái túi tiền này là của con đó quan. Con cái tên chủ quán nhìn thấy đó quan. Tên chủ quán. Dạ. Ngươi có thấy đúng là như vậy không? Dạ bẩm quan. Ông này nè, con thấy rõ ràng số tiền của ông này nè giống y chang của ông kia vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Đó là túi tiền của ta là đúng rồi, còn y chang gì nữa? Thì đó, thì tôi thấy rõ ràng luôn. Ông này nè quan, ông nói là cái túi tiền của ông này y chang như ông kia, mà ông kia cũng khẳng định cái túi tiền của ông y chang như của ông này. Mà quan nghĩ đi, có ai đi ăn cắp mà để túi tiền trên bàn bao giờ đâu? Thì bởi vậy đó, đó là tên ăn cướp. Em làm gì quan? Ngươi có biết đây là đâu không? Dạ biết. Người nói nãy giờ người ta không có nói câu nào, chỉ có mình ngươi là la hét om sòm. Anh kia, anh nói đi. Dạ bổng quan anh Minh, xin phép hỏi quan, hồi đó giờ quan có thấy ai ăn cướp mà đưa lên quan rồi còn đứng nguyên đơn để mà chứng minh cái tài sản ăn cướp đó là của mình chưa quan? Thì cho bởi vậy mày là cái tên liều lĩnh lì lợm gan trời mới dám làm như vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có quan suy xét ở đây rồi. Dạ thưa quan, tiền của con biết mà quan. Trong đó 100 lượng. Quan ơi, con chắc chắn túi tiền đó là của con đó. Trong đó có 99 lượng đó quan. Được, để ta chứng minh trước không được. Ta đã đếm rất là kỹ, tất cả số vàng trong đây là có 99 lượng. Quan, trong đó 100 lượng mà quan. Vậy là nó ăn cắp của tôi hết một lượng rồi đó quan. À quan à, ở trong đó còn có cái giấy thông hành của con đó quan. Dạ quan coi lại giùm cô đi quan. Quan làm ơn coi lại giùm cô đi quan. Dạ. Yên lặng. Dạ. Để ta xem. Đây đúng là giấy thông hành, có tên là Lê Đô. Hả? Cái gì Lê Đô? Tên của con mà quan. Quan có đồng lộ không vậy quan? Quan xử vậy là sai rồi đó quan. Quan ức lắm sao? Người đúng là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Mau xin lỗi người ta đi. Dạ quan ơi, con có lỗi gì đâu mà quan kêu con xin lỗi quan. Quan ơi, quan xử như vậy là quan sai rồi. Quan ức lắm sao? Đến đâu? Dạ. Rồi hắn xuống đánh, đến khi nào mà hắn nhận tội và xin lỗi thì thôi. Quan. Dạ. Quan ơi, quan xử vậy là quan giật con quá. Quan ơi, quan xử vậy là chết con rồi.
Ôi da. Quang ơi, Quang. Chết con rồi Quang ơi, Quang ơi, chết con rồi Quang ơi. Quang ơi, thì anh biết lỗi rồi đó, xin Quang tha cho ảnh đi Quang ơi. À, được rồi, dừng tay. Tên kia, con biết tội của mình chưa? Dạ biết Quang ơi, con biết tội rồi Quang ơi. Thì mau xin lỗi người ta. Tao xin lỗi mày. Dạ em xin lỗi anh. Còn anh kia. Dạ Quang. Túi tiền của anh thì cứ lấy về. Dạ con cảm ơn Quang kênh à. Đó, thấy tôi hay chưa? Thật ra trong nghề ai cũng biết tôi, bông tôi là sư phụ trong nghề trộm đảo. Phục tôi chưa? Tâm phục khẩu phục đó chứ. Thiệt là anh làm tôi bất ngờ đó. Anh cũng gan thiệt. Nhưng mà sao giấy tờ của anh lại nằm ở trống được? Trước khi quăng túi tiền lên bàn, tôi đã nhanh tay trao đổi giấy thông hành của tôi vậy. Anh cũng ghê đó. Nhưng mà anh cũng chưa thấy tôi trổ tài mà. Gì? Anh mà cũng có tài nữa hả? Có chứ. Hay là bây giờ anh ghé qua chỗ tôi đi. Ghé anh hả? Ừ? À, anh nói anh làm quản gia. Ghé anh tức là ghé nhà chủ anh hả? Có bắt tiễn lắm không? Nói thiệt với anh, ông chủ tôi thật ra cũng khó tính lắm. Nhưng mà tôi là người uy tín nên ông cũng ngán tôi lắm. Anh cứ ghé tôi sẽ biểu ông tiếp đãi anh đàng hoàng tử tế. Có mới nói nha. Anh yên tâm đi. Đi. Sắp tới chưa ông? Tới chưa ông? Tới rồi nè. Tôi nói là tôi về liền. Vậy mà tôi đi cả ngày nay, thể nào về á, ông thấy tôi cũng kiếm cớ la ó cho mà coi. Thì ông chủ nào cũng vậy mà. Nhưng mà ông nóng tánh lắm. Nóng tánh thì có gì xin lỗi ông. Không được, tôi phải dạy dỗ ông vài chiêu để ông bớt cái tánh nóng lại, đặng mà tiếp đãi anh cho đàng hoàng chứ. Hả? Cái gì? Dạy dỗ ông chủ? Ừ. Dạy sao? Thì để tôi biểu ổng leo lên leo xuống mái nhà hai ba quận cho ông bớt nóng tính. Leo lên leo xuống, tuột lên tuột xuống hai ba quận luôn hả? Ừ. Trời ơi, ông kêu ổng làm vậy mà ổng cũng chịu nữa hả? Tôi bắt ổng làm hoài chứ gì. Nè, mỗi lần làm xong á, ổng còn phải nói cảm ơn tôi nữa kìa. Ông ngán tôi lắm. Dễ gì mà ổng tìm ra được quản gia giỏi như tôi. Ông có quy với ổng lắm luôn hả? Ừ. Không những vậy, tôi sẽ nói với ổng cho tôi nghỉ một ngày để tôi tiếp đãi anh cho đàng hoàng. Ông có quy với ông chủ thiệt luôn hả? Anh không tin đúng không? Rồi, cứ từ từ anh sẽ thấy. Anh đứng đây đợi tôi một chút đi. Để tôi vô tôi căn dặn ổng, xong tôi ra đón anh liền. Vậy nha. Gia này nổi dốc. Ông ơi, làm cái gì mà kêu giật ngược vậy bay? Hả? Trời đất ơi, thằng quỷ, mày đi đâu cả ngày? Hả? Mày muốn bị đuổi việc không? Hả? Chuyện gì? Nhà có ăn trộm. Đâu? Ăn trộm đâu? Đâu? Để con dẫn ông ra coi. Đâu? Ăn trộm đâu? Nè. Đâu? Ông coi đi. Trời ơi, sao vô tay giấu chân nhiều quá vậy? Rồi ông trộm đâu? Shhh. Ông, con nghĩ á, trộm nó theo đường này nè, nó leo lên mái nhà xong nó dỡ cái mái ra.
Đi nó chui vô căn phòng nó lấy đồ đó. Mày tới số mày với tao rồi. Ê, tao lấy không được. Mày thôi bây giờ vậy nè, tao thấy vậy là không ổn rồi. Dạ. Bây giờ mày nghỉ làm việc nguyên bữa nay luôn. Mày lên cho nó mày coi coi thằng ăn trộm nó lấy cái gì của tao. Kệ đi. Dạ thì con leo là được rồi đó. Nhưng mà con leo lên con cũng đâu biết nó trộm máy phòng nào đâu. Ha. Rồi bây giờ tính sao? Hay giờ ông leo đi, nhà ông rành hơn mà. Tao leo mới nãy không được nè, mày không thấy hả? Vậy con lấy cho ông cái thang nha. Lẹ đi. Dạ. Tới xuống với tao rồi, ở đó mày chờ tao nghe. Tao lên tao bắt được mày, tao gông mày, tao đem lên quan huyện. Ông ơi, có rồi ông ơi. Ông leo lên nhanh đi ông. Nhìn thang cho tao nghe mày, từ từ. Dạ, nhìn thang vậy nè. Trời, leo lên thiệt kìa. Ông ơi, ông cái gì? Có gì hả? Tao thấy mấy ngói cùi nè. Vậy thôi ông xuống đi ông. Hả? Xuống đi. Xuống hả? Dạ, xuống đi. Trời, tụt xuống thiệt luôn. Ông có kiểm tra cái máy mấy bên kia chưa? Ngay phòng ông đó, phòng ông nhiều đồ dữ lắm đó. Ha, sao tao quên, nhìn chỗ đó ta. Thì giờ ông lên lại đi. Lên lại hả? Chuyện thang nó chắc hả mày? Trời, leo lên nữa. Ông ơi, ông. Cái gì? Ông có thấy gì không ông? Thấy gì không? Không thấy gì hết trơn á. Ông thấy xuống đi. Xuống. Xuống. Xuống hả? Xuống đi. Mà sao rảnh dữ vậy ta? Tụt xuống nữa kìa. Trời. Hai ba quận đúng luôn. Tao đâu có thấy gì đâu. Tao nhìn nguyên mái ngói không thấy bị gỡ. Con biết rồi. Sao? Hay là thằng trộm á, nó biết con về nên nó bỏ chạy rồi. Vậy thì hay quá. Cũng may là mày về kịp. Dạ. Mày muốn cố gắng mày về nhanh nhanh giùm tao nghe. Dạ. Có đi đâu á thì đừng có về trễ nghe. Dạ, con biết rồi. Thôi giờ vậy nè. Từ đây tới chiều á. Dạ. Con làm những cái việc nhỏ nhỏ cho ông thôi ha. Dạ, việc nhỏ thôi không? Chỉ cho heo ăn thôi nè. Dạ. Gà ăn nè, dê ăn nè ha. Rồi xong cái con quế gọn gà cái sân nhà ông thôi ha. Xong mấy chuyện đó với còn công chuyện nhỏ này thôi. Dạ. Người ăn trộm. Dạ. Con rào cái hàng rào lại cho ông nghe. Hàng rào nhà ông đâu có dạng nhiêu đâu, khoảng chừng 10 trượng à ha. Dạ, việc nhỏ thôi không? Dạ, con biết rồi, con làm liền. Cố gắng làm cho ông nghe. Dạ, ông vô nghỉ đi ông. Ừ, ông vô nghe. Dạ. Thấy ghê vậy trời. Rồi đó, anh vô được rồi đó. Ông nói bữa nay tôi khỏi làm gì hết, ở không tiếp đãi anh thôi. Ông chủ của ông á, ngó mặt vậy mà coi hiền ha. Thì tôi đã nói với anh rồi mà. Mà mình ngồi chơi không có buồn. Tôi tính vậy nè, mình vừa ngồi chơi vừa nói chuyện, vừa trẻ lạc để làm hàng rào, để cho ông thấy mình có việc làm á, để cho ông vui không? Đúng rồi, để tôi phụ anh cho. Nhưng mà tôi dặn nè, ông mà có hỏi á thì anh nói anh là lính đệ bên phủ qua chơi nha. Bạn tôi á, tất nhiên là tôi đối xử tốt rồi. Nhưng mà mình cứ nói vậy cho quách. Tại vì á, nếu nhà có mất trộm thì ông cũng đỡ nghi anh trình báo lôi thôi. Với lại á, cũng tại cái nghề của anh là ăn trộm nên phải ngừa trước. Tôi biết rồi. Nè, cho tôi hỏi nha. Sao anh? Cái vụ mà thôi, không hỏi đâu. Đi vô anh, đi vô chơi. Dạ thưa ông, có bạn con là anh Tư Đô qua chơi. Dạ chào ông. Ông, ảnh á là lính lệ bên phủ đó ông. Cái gì? Lính lệ à? Dạ. Ảnh có bạn á làm lính bên phủ mình. Hễ nhà mình mà có trộm đạo gì, giờ ảnh tiến nói với quan trên cũng đỡ lắm ông. Cho nó coi. Nãy giờ cho mày em nói sớm hả? Khách đến thì phải đãi cho đàng hoàng chứ. Dạ, dạ mời bạn lính lệ vô ngồi ạ. Ngồi đi anh, ngồi đi. Dạ, được rồi. Dạ, con tới chơi ông cho vô là tốt quá rồi. Lật. Dạ. Kêu tụi nó bắt gà vịt mừng một mâm cơm hoành tráng đãi khách nghe chưa. Dạ, mời dạ. Bạn lính lệ vô ngồi. Dạ. Anh cứ ngồi chơi đi. Khách tới nhà thì phải đãi cho đàng hoàng. Dạ, để con ra giường kêu tụi nó mừng gà liền. Dạ. Xin cảm ơn ông.
Dạ 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 dạ. Để tôi rót. Đó, ăn uống no say rồi đó. Anh thấy sao? Anh có thấy ai đi làm á mà được chú trọng vọng như tôi chưa? Nói chung á là tại ông nể ông đó. Nhưng mà nếu nói về kỳ tích á, tôi chưa thua đâu. Nói chung á, tôi với ổng cũng ngang vai phải lứa. Ăn cùng mâm là anh cũng thấy rồi phải không? Không những vậy, còn ngủ chung giường nữa. Ôi trời ơi. Ông mới nói cái gì vậy? Ngủ chung giường? Ừ. Tôi nói anh nghe, tôi còn dám đánh ổng, ổng không có dám làm gì tôi hết á. Tôi nói gì ông cũng về phe tôi nữa anh tin không? Đánh chủ? Ừ. Mà chủ không dám làm gì luôn hả? Ừ. Cái này giỡn đúng không? Giỡn hơi bị quá rồi đó. Tôi nói thiệt, không những đánh á, mà lúc ông đang ngủ tôi còn dựng đầu dậy nữa kìa. Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh thấy. Hả? Ông. Gì mày? Dạ con thấy ông buồn ngủ rồi. Hay là ông qua bên kia nghỉ một chút đi ông. Kêu con Sen lên quạt cho tao coi. Nóng nực quá. Dạ đi con kêu liền. À ông ơi, con cũng đang buồn gì ngủ á. Hay là ông cho con ngả lưng ké một chút nha ông. Chỗ con á, bạn con nằm mất tiêu rồi. Mày. Ông, bạn con nói á, chưa bao giờ thấy một ông chủ nào mà dễ thương, tốt bụng như người ở như ông vậy đó. Nó nói thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ xin lỗi ông, hồi nãy á con nằm mơ thấy điều xui cho nên lỡ tay quýnh trúng ông. Thấy gì xui? Dạ mà thôi, chuyện xui đất của con kể cho ông nghe mất công lây xui cho ông đó. Ông vậy? Cho con hỏi nhỏ này nha. Giả sử á có một người đầy tớ và một tên ăn trộm. Ừ. Hai người đó cùng yêu một cô gái. Ừ. Nên hai người đó quyết định là sẽ thi tài. Và tên ăn trộm trổ tài, ăn trộm được một cái bao tiền của người lái buôn trước mặt tất cả mọi người luôn, nhưng mà không bị phát hiện. Còn người đệ tớ á thì lừa được ông chủ té tu luôn mà không bị đánh. Vậy theo ông thì ai thắng? Thằng đầy tớ với thằng ăn trộm thi nhau hả? Dạ. Ông suy nghĩ kỹ giùm con đi. Có phải người đệ tớ thắng không? Nếu đúng á thì ông la lớn cho con nghe chứ. Sao ông đệ tớ thắng được chủ? Con biết, con dĩ nhiên là không bao giờ thắng được ông rồi. Nhưng con thí dụ, có một ông chủ khác cũng thông minh, tài giỏi giống như ông vậy. Rồi có một thằng đệ tớ khác dụ được ông chủ của nó. Vậy là thằng đệ tớ đó quá giỏi đúng không? Vậy có phải thằng đệ tớ đó nó thắng thằng ăn trộm đúng không? Ông nói đi, ai thắng? Chuyện này thì Ông nói đi, ai thắng? Thì đệ tớ thắng. Ông nói gì ạ? Đệ tớ thắng. Ông nói lớn lên chứ con không nghe. Thì thằng đệ tớ thắng, nghe rõ chưa? Dạ con nghe rồi. Ai nghe? Dạ con nghe. Vậy tao tưởng mày điếc chứ. Không thể nào như vậy được. Trên đời này làm cái gì có chuyện hy hữu như vậy? Chủ tớ gì mà không có lớp lang gì hết trơn.
sao? Anh nghe hết, thấy hết rồi chứ gì? Anh chịu thua chưa? Chưa đâu. Giờ tôi hỏi ông này, nếu ông nói ông với chủ ông thân với nhau như vậy, vậy có bao giờ ông chịu bỏ của ra cho ông chưa? Ông chưa hiểu hả? Chẳng hạn như cái gì mà quý quý á, vàng bạc. Anh muốn thấy ông chủ chia vàng bạc cho tôi. Được không? Được thôi, anh chịu ở chơi vài ngày đi rồi thấy. Cái gì kỳ vậy ông? Ông nói là ông đưa vàng cho ông mà tôi chờ hoài cũng không thấy luôn. Cứ đào đào lắp lắp hoài gì vậy? Cứ từ từ đi, tôi chôn vàng cho ông xong ông sẽ chia lại cho tôi một ít. Ông làm cho tôi không hiểu luôn. Khó hiểu quá. Anh Đô. Dạ. Sao? Chào ông. Hôm rày ở đây chơi thấy có vui vẻ không? Dạ. 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 Dạ bỗng ông. Dạ. Dạ ở đây con chơi vui lắm ông. Dạ. Con nói thật nha, con chưa từng thấy ông chủ nào mà tốt giống như ông vậy đó. Dạ. Dạ. Chắc nay mai này con đi. Rồi con sẽ ăn với ông một bữa cơm. Rồi con từ giả ông, không dám làm phiền ông nữa. Thôi phiền phức gì, tôi cũng ân lực á, là tiếp đãi bạn cho nồng hậu. Tôi kêu nghỉ việc đi, tiếp bạn đi, mà nó không chịu, nó cứ làm hoài, nó ham việc lắm. Dạ. Dạ. Ảnh có nói với con, tại vì ông quá tốt nên ảnh phải lo làm như vậy đó. Với là cái chuyện mà giấu của là chuyện quan trọng mà. Hả? Nói giấu của gì? Dạ không có. Dạ. Dạ dạ con. Dạ con lỡ lời thôi. Với là chuyện này con nhiều chuyện quá cũng không tốt. Dạ, dạ, dạ thôi con xin phép ông, con chạy đi vòng vòng xíu. Chờ ông, con chạy chơi vòng vòng chút. Dạ. Dạ. Nó giấu của gì trong sân vườn nhà mình ta? Lực, em đem nước cho anh uống nè. Anh uống đi, cuốc nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha. Cảm ơn cô nha. Thôi cô cứ để đâu đó đi, chút nữa tôi uống. Nhưng mà cô ra đây để thăm dò nữa phải không? Tôi có thăm dò gì đâu. Với lại tôi cũng biết hết rồi mà. Biết hết rồi hả? Ờ. Cô biết gì ạ? Thì anh đào bới nè, thì giấu của chứ gì. Trời ơi, mà sao giấu của lại giấu trong vườn nhà ông? Đó chính là tin đồn thôi. Mà tin đồn đó là do tôi tung ra đó. Tin đồn? Ừ. Vậy chứ anh đào bới làm chi? Nói tôi nghe đi, tôi không nói ai đâu. Đây đây, nói nghe nè. Hôm bữa lúc tôi ngủ trưa, tôi nằm chung với ông đó. Ừ. Tôi mơ thấy điềm lành. Hả? Có một ông thần hiện ra, chỉ cho tôi biết là có vàng chôn ở ngoài vườn. Nhưng mà cô đừng có nói cho ông chủ nghe. Tại vì thần nói cho tôi nên tôi không nói cho ông chủ nghe được. Giờ tôi nói với cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi, đừng nói cho ai biết nữa nha. Tôi biết rồi, tôi thề mà. Có đúng như vậy không? Dạ, thiệt thưa ông. Tao nhớ rồi. Hèn chi nó đang ngủ xong nó bật dậy. Nó nói với tao là nó mơ một giấc mơ có điềm xui. Thằng này không được rồi, nó đối xử với tao tệ bạc quá. Rồi bây giờ ông tính sao ông? Để coi. Tướng Thần Giang. Tướng Thần Giang. Tướng Thần Giang. Tôi cho con. Cái này là con mà ông. Dạ ông ơi. Ở đâu mày có? Dạ cái này á là thần thánh cho con, chứ không phải con muốn đâu ông ơi. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Cái tượng vàng này á trong khu đất nhà tao, tại sao thánh không báo tao mà thánh đi báo mày? Dạ chắc tại là thánh thương con, mà con không dám nói với ông sợ ông buồn. Thánh dặn kỹ rồi,
Cái tượng vàng này á là cho con thôi, nếu mà đưa ông á là ông sẽ bị vợ chết đó ông. Thôi bây giờ ông hiểu rồi. Bây giờ ông tính vậy nghe. Con á thì nghèo. Dạ. Trước sau gì á con cũng phải đổi cái tượng này nè để lấy tiền làm vốn, đúng không? À, dạ đúng. Vậy thôi bây giờ con đổi cho ông nha. Ông đổi lại tiền cho con. Dạ. Ông thiệt là hiểu ý con mà. Ừ. Tượng vàng này á là trong vườn của ông, đổi cho ông là đúng nhất rồi. Ừ. Vậy ông cho con đổi một túi vàng nha. Một túi vàng? Dạ. Chuyện nhỏ. Dạ, con cảm ơn ông. Nè, có được số vàng này rồi á, xài cho nó cẩn thận nghe không? Con để đó, khi nào con bệnh á, hãy đem ra bán mà lấy tiền trị bệnh nghe. Dạ, con cảm ơn ông đã cho con vàng. Ừ. Xin phép ông cô đi. Đi mạnh giỏi nghe con. Dạ. Công nhận cái thằng đó thông minh địa. Mình đổi nó mấy nén vàng lẻ, nó đưa mình nguyên một cái tượng vàng luôn. Chắc chuyến này mình được giàu thêm chút đỉnh nữa rồi. Ông ơi, ông ơi. Chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy mày? Ông biết chuyện gì chưa ông? Chuyện gì? Trời ơi, ở ngoài đình á bị mất cái pho tượng. Sao? Con nghe nói là nó linh lắm đó ông. Mà sao con nghe nghi? Nghi cái gì? Ông nhìn đi. Cái pho tượng gì á mà nó vàng khè. Nó nhẹ hiều nè, ông thấy không? Đâu, ông đâu? Kiểm tra thử đi. Ừ, bây giờ mày nói tao mới để ý. Sao nó vàng hiều à? Trời ơi, nó chốc ra màu vàng. Nó ra đất nung không à? Cái gì kỳ vậy? Thằng này nó chơi khăm tao rồi. Theo con thấy á ông, mình á, mình đem ra ngoài đình mình trả đi ông, chứ để trong nhà xui lắm ông ơi. Cái thằng này tôi muốn tới số nó rồi. Ông, vậy con đi kiếm anh Lực về cho ông nha ông. Cái gì? Nó dám quay mặt về đây hả? Còn mày nữa, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, mày muốn cho tao mang nhục cả cái làng cái xóm này hả? Con biết rồi ông. Còn bức tượng này, để tối nay á tao đi một mình, tao rình rình, tao ra ngoài đình, tao để cái tượng này lại ở ngoài đình. Dạ. Tại ông á, ông làm tôi bớt giàu thêm chút rồi nè. Con thấy ông vẫn vậy mà ông. Hả? Giờ mọi chuyện đã ngã ngủ rồi chứ. Không. Dễ gì. Không là sao? Tức là tôi với ông thằng nào cũng giỏi hết á. Là sao? Vậy tức là bây giờ không ai chịu ai đúng không? Thì phải tìm người phân xử chứ sao? Được. Kiếm thì kiếm. Nhưng mà kiếm ai ta? Ha. À, có đâu. Có ông cụ đồ ở cuối xóm, vừa văn hay chữ tốt, lại vừa có nhân cách nữa. Hay là mình tới đó nhờ ông phân xử. Ừ, quyết định vậy đi. Đi. Đó, chuyện là như vậy đó thưa cụ. Bây giờ cũng không có biết được là ai thắng ai, nên mới qua đây nhờ cụ phân xử giùm. Hai anh không ai chịu ai. Dựa vào phân xử của tôi, hai anh có chịu nghe không? Dạ có chứ cụ. Xin cụ cứ nói. Nếu mình lý lẽ của cụ thuyết phục á thì tôi còn phải nghe chứ. Trước khi tôi nói ai thắng ai thua, tôi sẽ kể cho hai anh nghe một câu chuyện. Chuyện của hai con mèo. Một con mèo chỉ ăn vụng đồ trong nhà, còn con kia chuyên muốn ăn vụng đồ của hàng xóm. Lần nào muốn ăn vụng cũng đều trót lọt hết. Vậy tôi hỏi hai anh, con nào giỏi hơn? Là gì? Tôi nghĩ là cụ. Vậy là con mèo mà ăn vụng nhà hàng xóm là ảnh, còn con kia là con hả cụ? Ủa mà sao kỳ vậy? Tụi con tới nhờ cụ phân xử mà sao giờ cụ hỏi ngược lại hai tụi con? À, dạ, con nghĩ ra rồi cụ. Con nghĩ là con mèo ăn vụng trong nhà sẽ thắng. Tại vì con mèo ăn vụng trong nhà nó ăn nhiều lần, chủ nó biết, chủ nó sẽ đậy đồ kỹ lại để ăn vụng khó hơn. Còn con mèo mà ăn vụng nhà hàng xóm á, lâu lâu nó ăn vụng có một lần à, hàng xóm người ta đâu có để ý đâu, nên sẽ ăn vụng dễ hơn. Vậy là con thắng phải không cụ? Anh Đồ thấy sao?
Dạ cái đó, cái ý của con á là y hệt ý của nó. Dạ. Dạ. Vậy thì trong hai người, người có tài hơn là người đã dùng mưu bắt chủ theo ý của mình. Chứ thi thoảng ăn trộm được vài nhà sơ ý thì đâu có khó, mà cũng chẳng hay ho gì khi đem tài trí của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong vụ này anh Đô nên nhường bước cho anh Lực. Tụi anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện là như vậy, Trần Lực chăm sóc cho Hương giùm tôi nha. Hương à, mặc dù tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nhưng mà anh cảm thấy anh Đô đây mới là người xứng đáng với em. Không, anh mới là người xứng đáng. Không đâu, anh đừng có nói vậy. Tôi thấy anh xứng đáng với Hương hơn mà. Không, tôi đã chúc phúc cho hai người rồi, ông mới thật sự xứng đáng với Hương. Hai anh coi tình cảm của em là gì mà cứ đùng đẩy qua lại vậy? Không phải, anh không có ý đó. Nhưng bản thân anh yêu em nhiều lắm. Nhưng mà thật ra Trần Lực mới là người xứng đáng với em. Không, tôi đã nói rồi, anh mới là người xứng đáng. Thôi, em hiểu tình cảm của hai anh dành cho em rồi. Mọi chuyện á, thì cứ để Hạ Hồi phân giải. Còn bây giờ em vào trong nấu vài món để chúng ta cùng nhau ngồi hàng nguyên tâm sự nha. Vậy cũng được. Vậy cũng được. Cạn. Quá sảng khoái, quá sảng khoái. Ta cảm giác hôm nay là mới nhậu lần đầu luôn. Hết ba bình rượu rồi mà đầu óc ta vẫn còn tỉnh. Đệ cũng vậy, đệ cảm thấy trong người thiệt là sảng khoái. Đệ sảng khoái nhất là cái lúc nào anh biết không? Lúc nào? Cái lúc đệ nhớ là ông chủ cầm gói vàng vui vẻ dâng hai tay lên cho đệ vậy nè. Ta thấy. Thật là sảng khoái. Vô. Để nhắc ta mới nhớ, trên công đường ông lấy buông, ông khăn khăn trong túi vàng ông là 100 lượng. Đêm đi đêm lại đêm tới đêm luôn, cái còn 99 lượng. Mà ông đâu có biết là với bàn tay phù thủy của ta đã móc vô lấy ra 1 lượng mà ông không hề hay biết. Huynh thiệt đúng là cao tay. Nè, nè, có thấy anh em tôi giỏi không? Dạ, hai anh tài lắm. Dạ bẩm quan, quan nghe rõ hết rồi chứ ạ? À? Trời, quan vậy? Ở đây chỉ có Lê Đô, Trần Lực với bé Hương, chứ đâu có thằng nào tên quan đâu. Ta đi. Tỉnh luôn rồi. Đệ cũng tỉnh luôn rồi. Ủa Hương, chuyện này là sao vậy Hương? Là sao Hương? Thú thật thì trước đây tôi cũng có cảm tình với hai anh, vì hai anh đối xử với tôi rất là tốt. Hai anh là người tốt, mà phải chi á, hai anh lấy cái tài của mình để giúp cho người, cho đời. Đằng này á, hai anh lại làm những cái chuyện chẳng khác nào phường trộm cướp. Cho nên em không biết làm gì. Em xin lỗi hai anh, nên phải đành nhờ quan trên phân xử. Dạ đúng đó quan. Dạ cái thằng này là quan, nó gạt con đó quan. Nó đưa cho con cái tượng mà đất nung, rồi nó kêu con đưa cho nó nguyên một bịch vàng. Bịch vàng bé lớn gì nè quan? Đâu có đâu ông chủ, bịch vàng có bé lớn gì à? Dạ bẩm quan, còn con nè, con buôn bán cực khổ dành trộm được 100 lượng vàng. Chỉ mà hôm bữa lên công đường, nó ma mảnh làm sao á, nó gạt được con chứ quan. Từ hồi nãy tới giờ quan đứng ở ngoài, quan nghe hết rồi đó. Quan xử giùm con đi, chứ quan ức quá quan ơi. Xử nó đi quan. Quan thôi. Dạ bẩm quan. Tất cả hãy im lặng. Dạ con im lặng. Để nghe tao phân xử. Hai tên kia, hai người là thanh niên trai tráng, không lo chí thú làm ăn, mà lại đi làm những chuyện phường đạo tặc. Hai người có biết tội hay chưa? Dạ dạ, con biết tội của con rồi quan. Dạ con biết tội của con rồi quan. Thì nghe ta xử đi. Tất cả những số vàng mà các người đã lấy, hãy trả lại cho người bị hại. Đúng rồi đó quan. Dạ, đội ơn quan. Còn hai người, ta sẽ dạy cho một bài học. Đến đâu? Dạ, dạ. Lôi ra, quýnh mỗi người 30 heo. Dạ. Dạ. Dạ, đội ơn quan.
chết Quỳnh rồi đệ ơi. Chết đệ luôn rồi Quỳnh ơi. Cho Quỳnh đệ mày chết chùm luôn. Tiếng gì vậy ta? Con Khải. Ha. Tiêu mày rồi Hạt ơi. Lần này mày đủ nấu một tô cháo cho mẹ tao rồi đó. Mày khóc hả? Nhưng mà tao không có tha cho mày được đâu. Tại vì mẹ tao đang bệnh mà. Mày đừng có nhìn Giáng sinh tao vậy. Tao... thấy mày cũng tội nghiệp. Tao... tao thả mày lần này thôi đó nha. Mày mốt mà cẩn thận không để bị mất bẫy nữa nha. Làm ơn cho hỏi có ai ở nhà không? Ai? Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà ai kêu cửa vậy? Ai vậy? Dạ. Cô... dạ. Con đi bị lỡ đường. Con thấy nhà có ánh đèn nên con ghé muốn xin được tá túc qua đêm. Trời ơi, con gái một thân một mình mà đi nửa đêm khuya vậy không có tốt đâu đó nghe. Dạ, bởi vì con muốn xin được nghỉ qua đêm. À, muốn xin nghỉ qua đêm hả? Được. Vô nhà già đó nghỉ đỡ đi. Nhà già chỉ có mình già với thằng con trai thôi. Thôi vô nghỉ đi rồi có gì ngày mai hả tính. Con cảm ơn. Ừ, đi con. Sao còn dậy sớm dữ vậy? Trời ơi, đã dậy sớm mà còn quét dọn nhà cửa, rồi nấu cháo còn pha trà nữa. Cảm ơn con nhiều lắm nghe không? Dạ, con thức sớm quen rồi. Con muốn phụ bà một tay. Ngồi ngồi, ngồi đây con. Mẹ ơi, cậu nhà mẹ nấu cháo ngon thiệt. Con quất tới ba tô luôn. Quất ba tô hả? Ngon không? Dạ ngon. Mà không phải mẹ nấu đâu. Mẹ không nấu với ai nấu? Đây nè. Đây là... đây nè. Ngồi, ngồi xuống đi rồi rồi nghe mẹ hỏi. Ngồi đây đi con. Ngồi đây. Ta nói các cô này nè. Hồi hôm cổ đi lạc đường cho nên mới ghé nhà mình xin tá túc. Mà con biết không, cổ giỏi dữ lắm. Sáng sớm mà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết, rồi nấu cháo, rồi còn pha trà nữa đó, con biết không? À, con nghe già hỏi con nè. Chẳng hay con có chuyện gì gấp gáp lắm sao mà con phải băng ngang qua rừng vậy? À đúng rồi, nàng là ai? Sao nàng muốn băng qua cánh rừng này? Dạ, con tên là Ngọc Lan. Quê con ở tận miền Duyên Hải. Ở dưới quê bị dịch bệnh nên cha mẹ con mất rồi. Con lặn lội đường xá xa xôi để đi tìm người chú ruột. Nhưng mà chú trở mặt không có nhận. Con muốn băng qua rừng để về lại quê. Con nói quê con á đang bị dịch bệnh. Rồi con trở về đó làm gì? Dạ, tại con không có ai thân thích hết. Chỉ có chú thôi. Bây giờ chú như vậy thì con chỉ muốn về quê chứ không biết đi đâu hết. Con không biết đi đâu hết hả? Thôi,
Thì bây giờ con cứ ở lại đây với già một thời gian đi ha. Thằng Lâm con của già đó, tối ngày nó cứ lên rừng hoài hà, để già ở nhà mình buồn lắm. Nếu mà có con ở đây á, con hủ hỉ với bà đó, bà vui lắm. Con chịu không? Nè, con cứ gọi bà đó là Trần Mẫu, còn đây á là Lâm Huynh. Mẹ nói đúng đó nàng. Nàng đừng có ngại, nàng cứ ở đây một thời gian đi. Rồi khi nào hết dịch bệnh á, nàng quay về nhà sẽ an toàn hơn. Đúng rồi đó con. Dạ, con cảm ơn Trần Mẫu, cảm ơn Lâm Huynh. Ừ, vậy chứ phải được không? Đó. Mẹ. Hả? Ê, mẹ nhà con đi rừng ha. Ừ. Dạ. Nè nè. Dạ. Rừng đâu có đi ngõ đó được con. Con quên. Quên rồi hả? Cái thằng thiệt là. Đi vô đây con. Đi. Ừ. Trời trở lạnh rồi, Lâm Huynh mặc thêm áo cho ấm nha. Em có bỏ trong đây rồi, có bỏ thêm nấm cơm nữa. Khi nào Huynh đói thì lấy ra ăn nha. Ta cảm ơn nàng. Nàng thật là chu đáo. Thôi ta đi nha. Dạ. Nhìn thấy Trần Lâm và Ngọc Lan nảy sinh tình cảm, Trần Mẫu quyết định tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngọc Lan à, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta thấy con với Trần Lâm đó, hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Với lại ta thấy Trần Lâm đó, nó cũng quyến luyến con nữa. Nếu mà con không chê cái nhà này nghèo á, thì ta sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa con nên duyên vợ chồng. Con thấy làm sao? Dạ, con mồ côi không nơi nương tựa, được Trần Mẫu yêu thương và quý mến, con mang ơn người nhiều lắm. Con đừng có nói như vậy. Con vừa ngoan hiền mà lại vừa siêng năng nữa. Gia đình ta mà có một cô dâu như con đó hả, thì phước phận dữ lắm đó con à. Trần Mẫu ơi, Trần Mẫu ơi, có nhà không Trần Mẫu? Ủa con, mẹ dạ, có nhà không? Dạ thưa bà cả, mẹ con bệnh rồi nằm trong nhà bà cả. Bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Bệnh vậy sao dệt dãi? Dạ mẹ con bệnh nằm cả tuần nay rồi, mẹ con không có làm được gì hết á, bà cả thông cảm. À thôi, dạ con mời bà cả vô uống nước. Thôi thôi khỏi, ta định qua đây đặt dệt một tấm lụa, nhưng mà coi bộ bả làm không được rồi, thôi khỏi. Dạ bà. Mẹ ở nhà lo cho mẹ, ta đi vay ít tiền để lo thuốc thang cho mẹ. Chàng đi vay tiền ở đâu? Mấy bữa trước chàng đã đi vay khắp nơi rồi. Ta cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa. Nhưng mấy ngày nay ta đi săn không được con thú nào. Nàng vừa lo cho mẹ, vừa phải lên rừng để hái nấm đổi gạo, nhưng cũng chỉ được bắt cháo đắp đổi qua ngày. Mấy hôm nay bệnh tình mẹ trở nặng,
nên em cũng không dám bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi hái nấm. Nhà mình thì chỉ còn có mấy chén gạo. Để ta qua làng bên xem có việc gì làm. Nàng ở nhà lo cho mẹ nghe không? Chàng à, mẹ đang bệnh nặng, chàng đi làm xa không có tiện đâu. Hay là để em dệt vải kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ nha. Nàng biết dệt vải? Sao bấy lâu nay nàng không nói cho ta biết? Em được mẹ chỉ từ nhỏ, nhưng mà lâu rồi không có đụng tới khung cửi. Bây giờ gia cảnh nhà mình khó khăn như vậy, em sẽ tập dệt lại, chắc là được. À, như vậy thì tốt quá, nào có cần ta giúp gì không? Chàng dựng giùm em một vách lá ở phía sau nhà đi. Lúc em dệt vải á, em không muốn ai dòm ngó hết, chàng đừng cho ai lại gần nha. Ta đi làm liền nha. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người khỏe chưa mẹ? Mẹ gắng ngồi dậy, ăn miếng cháo đi mẹ cho mau khỏi bệnh. Mẹ, cháo nè mẹ. Mẹ ăn không nổi đâu con. Con cho mẹ miếng nước đi. Dạ. Dẹp đi mẹ không ăn nổi đâu. Nước nè mẹ, mẹ uống từ từ nha mẹ. Vợ con đâu mà nãy giờ mẹ không thấy vợ con vậy? Dạ, vợ con dệt vải sau nhà á mẹ. Vợ con biết dệt vải hả? Dạ. Ủa mà dệt vải sao mà phải dệt ở sau nhà? Dạ, chắc nàng có bí quyết riêng á mẹ. Nàng không muốn ai quấy rầy, mà nàng có nói với con á, từ lúc nhỏ nàng được mẹ dạy dệt vải rồi, nhưng mà lâu quá nàng không có dệt nên sợ không có quen tay. Đúng rồi, bỏ lâu quá không có dệt cho nên tay chân nó lóng cống đúng không? Dạ. Thôi kệ, bây giờ mình dệt từ từ, lỡ thét nó cũng quen tay rồi mình dệt được à con? Dạ, con cũng nghĩ vậy, cho nên con có cất cho nàng cái căn nhà lá ở phía sau á, cho nàng tự nhiên dệt vải. Mình ơi, em dệt xong tấm vải rồi nè. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Thôi bệnh mẹ lúc non vậy, lúc nó khác thế rồi mẹ cũng không biết trong người của mẹ nó là sao nữa. Cái tấm vải này có phải là của con dệt không? Con dệt đó hả? Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy nè. Hồi nào tới giờ mẹ chưa có thấy một cái tấm vải này nó đẹp như vậy hết trơn đó con à. Đúng rồi. Nàng giỏi thiệt, nàng dệt tấm vải này đẹp quá. Mẹ, con sẽ đem tấm vải này ra ngoài chợ bán để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏe thôi. Mẹ đừng có lo lắng về bệnh tình của mình nữa nha. Mình, cảm ơn mình. Mấy ngày nay không có tiền nên ta không uống cho mẹ uống. Con à, vợ con không quen đường xá, nên nó cũng không biết buôn bán nữa. Con đưa vợ con ra chợ bán tấm vải này đi. Nhưng mà con nhớ tấm vải này đẹp lắm, bán giá cao cao chút nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Con đi nha mẹ. Đây, vải tơ lụa hảo hạng đây. Tơ lụa hảo hạng đi chú ơi, mua vải đi con ơi. À, em gái mua đi, chú. Lựa đi, lựa vải đẹp đi. Đây nè, còn nhiều loại lắm. Em coi thoải mái đi. Đây còn loại này nữa, đây nữa nè. Những cái màu vàng nổi bật lắm. Ê, cái gì vậy? Chỗ ta buôn bán, đây là chỗ này khách đi qua mua giả của tôi. Buôn bán thì ngồi trước cửa, tôi lạc bên tay, đi qua bên đây.
mau. Trời ơi. Ủa, cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ê, nè. Làm cái gì vậy hả? Đi ra chỗ khác ngồi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên cái ngồi ngay trước quán của người ta vậy, sạp của người ta vậy. Đi qua anh kia, đi qua anh kia. Lên 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 lên. Đi 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 đi. Dạ. Ê! Giải đi, giải đi. Cái gì kinh khủng vậy? Đó là buôn bán, khách ở đây mua giải. Tự nhiên ngồi ở đây à, ngồi đây sao buôn bán? Hả? Người nào mà ngu quá chỉ qua đây ngồi vậy? Hả? Bực bội à? Em, thế tự nhiên kêu người ta ngồi với cô sạp giải của mình vậy? Ai, ai đổ thô đổ thừa với tôi vậy hả? Đó, nói kìa. Đâu, vợ chỉ nói là đi qua đằng kia thôi. Ai mượn tự nhiên ngồi đó vậy hả? Trời ơi, khách đi đường này mua giải đi xa xa đi, đi, đi. Nè, 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 mà hai người nghĩ sao đi, vậy? Đi qua anh kia đi, buôn bán đi. Đi chỗ khác đi, quán tôi lộng lẫy, sao tôi lộng lẫy lắm. Nè, đừng có ở đây, đi, 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 càng xa càng tốt, xa, càng xa càng tốt. Bà, khách, khách, khách quán. Dạ. Dạ, đây, đây. Dạ. Muốn cái màu nào cũng có. Đó. Tơ lụa của xã tụi em á là gọi là đẹp nhất của vùng này luôn đó. Bởi vì hai chị cứ lựa tự nhiên. Dạ, đây này chị coi đi. Đẹp quá chị ơi. Dạ bà con ơi, dạ kính mời bà con à, bà con mua giải đi bà con, giải vợ tôi dệt đẹp lắm bà con ơi, dạ xin mời bà con. Dạ. Ơ, à, chị đâu vậy chị? Ồ, miếng giải đẹp quá. Chống chị, miếng giải đẹp quá chị. Giải đâu mà đẹp gì? Giải đâu mà đẹp gì? Trời ơi, cái giải đẹp quá à, sờ mát tay dễ sợ vậy đó. Ủa, con trai Trần Mẫu, con đi bán giải đó hả? Dạ bà cả. Má con hết bệnh chưa? Trời ơi, chắc hết bệnh rồi mới dệt được tấm giải đẹp dễ sợ vậy chứ. Nè nè nè, nè con, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền tao trả cho, bao nhiêu tấm này vậy hả? Bà này vô duyên ở đâu chen ngang vô, người ta đang trả giá. Giá bao nhiêu vậy? Dạ 10 đồng gì hai. 10 đồng hả? Tao trả mày 12. Trời ơi, tôi trả 15 đồng, 15 đồng, mình để đây cái mình bán 20 đồng. Trả đi, trả cho bà đó. Rồi, nè, được rồi, tao trả mày 12 đồng nha. Dạ, dạ, bà cả thương vợ chồng con, bà cả thông cảm. Tại vì hai trả giá trước cho nên vợ chồng con phải bán cho dì hai trước. À, mai mốt vợ con sẽ dệt tấm khác rồi con đem qua cho bà cả nha bà cả. Thôi vậy cũng được, nhưng mà dệt đó cho thiệt nhanh. Mà phải đẹp hơn tấm này nha, không đẹp hơn tấm chịu đâu đó nghe không? Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Dạ. Bà cả, tấm này đẹp hơn nè bà cả. Bà cả, bà cả. Trả tiền cho con nha, tiền đây. Dạ, cảm ơn dì hai. Tiền nè mình cất hết đi. Về mình đây. Mình à, anh. Hả? Tấm giải này không có dệt nhanh được đâu. Em dệt rất là tỉ mỉ nên là dệt rất lâu, khoảng 10 ngày mới xong một tấm đó. Mình cứ an tâm đi, từ từ á mình khỏe cái mình dệt. Tại vì mình bán được miếng giải này là 10 đồng, đủ tiền thuốc mình lo cho má, với mình trang trải cuộc sống một tháng luôn á, mình đừng có lo nha. Ha. Về mình. Sao đẹp giải hơn mình kìa? Ai biết? Vợ chồng Trần Lâm đã bán được tấm giải lụa với giá rất cao. Với số tiền kiếm được, Trần Mẫu được chữa trị khỏi bệnh và gia đình có thêm chi phí để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình càng ngày càng khởi sắc. Lan rất vui và cứ 10 bữa nửa tháng, nàng lại dệt xong một tấm giải và đem xuống chợ bán. Một thời gian sau, gia đình của Lan đã khấm khá hơn, nhà cửa cũng được sửa sang khang trang hơn trước. Tất cả là nhờ tài dệt lụa có 102 của Lan. Chị, à, dạ chị mua giải đi chị ơi chị. Mua giải đi anh, mua giải đi anh. Nè, cái gì vậy? Buôn bán gì cái mặt một đống vậy, ai mua giải? Sao vậy, dọn dẹp về luôn hả? Còn sớm mà. Buôn bán cái gì nữa mà buôn bán? Ăn uống đi. Không theo.
sao vậy? Sao tự nhiên giờ này mà ăn uống nổi gì nữa? Ngồi đây á tôi ngắt rùi không à, tôi không có bán gì được hết trơn đó. Ông làm gì vậy? Phủi rùi cho bà. Vô gì? Tôi nói tôi ngắt rùi thôi chứ bộ. Tôi nói đâu mà hiểu thôi. Thà bây giờ tôi về nhà tôi nằm ngủ tôi còn sướng hơn á. Tôi nói thiệt tôi không có muốn buôn bán gì nữa hết trơn. Bà làm như có một mình bà tức. Tôi nè cũng tức nè. Tức cái gì? Mà tôi dằn xuống tôi không nói ra. Từ ngày mà xuất hiện con dâu của cái lão Trần Mẫu gì đó, trời ơi, nó đem nó giải lụa nó bán cái là sạp giải mình không bán được một khúc nào hết. Ông nhắc thì tôi còn tức hơn ông nữa. Bộ con mình ông tức hả? Tôi nói thiệt với ông, hồi xưa đó cái sạp của mình nè rất là đông khách đúng không? Nhất là mấy cái bà mà giàu sụ đó, mỗi lần á bà cần lụa đẹp, lụa sang là phải đi ra kiếm cái sạp này. Vậy mà bây giờ từ cái ngày á mà con dâu của bà Trần Mẫu bán giải đó, là tôi thấy ai cũng đổ xô qua bên đó hết trơn á đó. Không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi hết. Tức thiệt. Cục tức này nuốt hoài không có trôi. Nhưng mà bà để ý kỹ đi. Tơ lụa đem ra bán nó dệt làm sao á, khúc vải nó rất là sắc sảo. Mấy cái mình vải á nó mịn mà cộng tơ hả, nó mượt mà lắm kìa. Bởi vậy nó mới bán đắt, người ta mới mua của nó. Nè bà. Tôi nói bà đó, đi qua chỗ dệt vải của nó đó, phải tìm cách nào, bằng mỗi cách, phải học được cái cách mà nó dệt vải. Bà phải học cho được cái bí kíp đó, để về mình dệt vải mình mới bán lại chứ. Nếu cỡ này là mình xẹp sạp vải luôn đó, bán lại nó vải ở đâu. Bà bí kíp đó làm sao rồi? Làm như là tôi không biết, tôi biết từ lâu lắm rồi, tôi đi hỏi rồi. Ông biết không, tôi cầm cái cục vàng tôi đưa thẳng mặt luôn, tôi hỏi cái bí kíp. Nó không thèm. Con nhỏ này nó không có thèm vàng. Mà tôi thấy á, con nhỏ này nó kín đáo lắm nha. Bán xong là nó đi về nhà. Nó không giao tiếp, không nói chuyện, không qua lại với ai hết. Nó khó hiểu lắm đó. Được. Bà cứ để đó, chồng bà ra sẽ ra tay. Tôi không bao giờ mà để yên cho ai mà đạp đổ mà đập đi cái chén cơm của tôi. Dạ con chào Trần Mẫu. Dạ chú Mập. Trần Mẫu đi đâu đây? À tôi đi chợ mua chút đồ ăn. Dạ con tính qua nhà tìm Trần Mẫu á chứ. Nhưng mà sẵn gặp Trần Mẫu đây á, con tính nói với Trần Mẫu nghe một câu chuyện rất là quan trọng. Quan trọng lắm hả? Dạ, nhưng mà vợ con không có cho nói. Thôi con đi về nha. Ê, đâu được chú. Trời ơi, chú nói chú gặp tôi là nói chuyện quan trọng rồi tự nhiên cái chú bỏ tôi đi về không được đâu, nói cho tôi nghe đi. Con muốn nói dữ lắm, nhưng mà vợ con nói không được nói chuyện này. Tại vì nói chuyện này ra mà Trần Mẫu nghe hả, là gia đình á, hoang mang, bàng hoàng, sửng sốt. Nói chung là... nói ra là tan đàn, rã nghé, gia đình không có hạnh phúc nữa. Nên thôi con không dám nói đâu. Như vậy là nói tới gia đình tôi phải không? Dạ. Vậy là nói tới cái chuyện gia đình thằng con tôi phải không? Dạ đúng. Không, cái này chú phải nói à. Chú nói cho tôi nghe đi, sao nói cho tôi nghe đi. Dạ dạ, lỡ con nói tới đây rồi con nói luôn. Ừ. Con không nói con chuyện không có nổi. Con dâu của Trần Mẫu á, đi ra chợ bán vải á, cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn với mấy công tử nhà giàu. Trời ơi, cả chợ ai cũng thấy hết trơn, phải mình hai vợ chồng cũng thấy đâu. Nhưng mà không ai nói cho con, mình con dám nói thôi. Chứ cũng thương Trần Mẫu đó. Thấy chưa, con nói là chuyện kinh thiên động địa, nói ra là Trần Mẫu đứng luôn à. Chết đứng luôn, không nói chuyện được luôn kìa. Thấy chưa, bàng hoàng luôn, thấy chưa. Vợ con cấm không được nói. Chết. Trời ơi, Trần Mẫu đừng nói là con nói nghe. Vợ con là con chết nghe. Thôi con đi với Trần Mẫu đi chợ đi. Nghe Trần Mẫu. Trần Mẫu đừng nói là con nói chuyện này cho Trần Mẫu, Trần Mẫu biết nha. Vợ con nó là con chết á. Dạ, con đi nha Trần Mẫu. Em mua chuối không? Mua chuối đi em. Mua giùm chị nãy chuối đi, thế quá. Ai mua chuối không? Chuối đi. Này sao? Này buôn bán sao mà nó ế ẩm quá. Điều này chắc phải dọn về cho con nó ăn trừ cơm. Mà sao giờ này em còn đứng nói chưa về? Dạ, bà Bá Hộ hẹn em đến đây để xem giải. Mà giờ này chưa thấy bà tới nữa, nên là em nán lại đợi một chút. Vậy thôi em ở lại em chờ nha, chị về trước nha. Dạ. Hai bán ế quá.
chợ đã tan rồi, sao vậy chưa về? Này đứng đây chờ ai à? À, ta chỉ muốn đi ra chợ mua một ít bánh giá cho mẹ ta thôi. Mà chợ tan rồi, ta không biết phải mua bánh ở đâu nữa. Tôi vừa thấy chị bán bánh đi hướng này nè, anh đuổi theo chắc là kịp đó. Bây giờ anh đi theo liền đi. Tan chợ mà cô ấy vẫn còn đứng đó, nói chuyện vui vẻ với ai vậy ta? Nha. Trần Lan, chàng lại đi uống rượu nữa hả? Vợ hiền của ta, vợ xinh đẹp của ta. Ta đâu có uống rượu, ta đâu có say. Chẳng qua là ta vui với bạn bè chiến hữu, chỉ dài chung thôi. Nàng hiểu không? Dạo này chàng thay đổi nhiều quá, chàng lạnh lùng, chẳng quan tâm gì tới em hết. Để em dìu chàng vào phòng Nguyễn. Mà khóc à? Đã khóc cần Trần Lan, tại sao chàng lại lạnh lùng với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi, chàng nói đi. Cớ sao ở nhà này ai cũng im lặng với em? Mẹ không còn yêu thương em như ngày nào nữa. Em chỉ còn chàng là niềm an ủi. Vậy mà chàng cũng lạnh lùng với em nữa hả? Như đã như vậy rồi, em không còn tiếng sống trên đời này nữa. Sao lúc này con có nhiều tâm sự lắm đúng không? Rượu chè mê tha, con có tâm sự gì con cứ nói cho mẹ nghe đi. Mẹ à, chuyện người ta đồn vợ con ngoài chợ cũng có phần đúng. Cũng có phần đúng hả? Như vậy là con thấy vợ con nó đi với nhân tình phải không? Có nhân tình hay không mà con không biết, nhưng mà mấy bữa trước sau khi tan chợ, con thấy vợ con rất thân mật với một công tử. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói rồi mà, đàn bà con gái gì mà lả lơi với đàn ông con trai như vậy. Bởi vậy cái tin đồn của người ta là đúng lắm rồi. Trời đất thánh thần ơi, như vậy làm sao mà được. Mẹ, cho dù con có nhìn thấy đi nữa, con cũng không tin vợ con là dám làm những mấy cái chuyện bất chính như vậy đâu. Mẹ cũng không có tin, nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm cái gì ở trong cái chòi đó mà nó không cho mẹ con mình vô, nó là sao? Mẹ nghi là mấy cái tấm vải mà nó nói nó dệt hả, không phải là của nó đâu, mà là của người ta đưa cho nó để nó che mắt mẹ con mình, phải không? Có đâu mẹ ơi, con không tin có chuyện đó.
mẹ cũng đâu có muốn tin đâu. Nhưng mà cái chuyện ngang nhãn trước mắt vậy làm sao mình không tin được. Bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm gì ở trong cái chòi đó mà nó không có cho mẹ con mình vô, đúng không? Dạ. Rồi có một cái này nè, nó làm việc mờ mờ ám ám, rất là kỳ lạ. Cái chuyện này mới quan trọng nhất nè, là từ trước tới giờ nó nói nó dệt vải, mà mẹ với con có thấy nó dệt vải bao giờ đâu. Đúng rồi. Ừ. Như vậy thì con với mẹ phải tìm cho ra lẽ mới được. Đúng, phải tìm cho ra lẽ mới được. Sao không Ngọc Lan? Ngọc Lan à, Con chính là một con hèo mà Trần Lan đã cứu con khi con mắc bẫy. Con hả? Vậy là sao á? Mẹ không hiểu gì hết con à. Đó là một chuyến đi săn của con. Con thấy con hạt này bị sa vào bẫy, con đã cứu nó và thả nó bay đi. Ai ngờ cứu mạng nên con quyết định làm vợ chàng để đền đáp. Em đã tu luyện nhiều năm nhưng chưa thành chánh quả, nên dù là người nhưng vẫn mang hình hài một con hạc. Trời ơi, trời ơi là trời, vì vô cứu cả nhà của mẹ thoát khổ, cho nên con có rất lòng của mình để dệt nên những tấm vải đó, phải không? Tước lòng của mình để dệt thành những tấm vải là điều bất đắc dĩ mà con phải làm, vì điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới đạo hạnh của con. Trời ơi, trời ơi, tất cả là lỗi tại nơi mẹ hết nè. Tại vì mẹ tham lắm, mẹ muốn có nhiều tiền, cho nên mẹ buộc con phải dệt những tấm lụa cho mẹ. Nhưng mẹ đâu có ngờ mẹ thúc ép con như vậy, là con rất máu thịt của con ra. Trời ơi là trời. Ngọc Lan, anh xin lỗi em, tại anh mà em tiều tụy như thế này. Từ đây về sau á, nàng không phải tước lòng để dệt lụa nữa đâu. Tài với mẹ sẽ chăm sóc và lo lắng cho nàng, để nàng phục hồi sức khỏe như xưa như Ngọc Lan. Rồi đó con, Ngọc Lan ráng lên con, không kịp nữa rồi. Nếu ai nhìn thấy hình hài nửa người nửa hạt của con sẽ bị mất hết phép thuật và mãi mãi trở thành một con hạc. Ngọc Lan à, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan à, Ngọc Lan. Thank you.
hai mẹ con Trần Mẫu trở về sống trong căn nhà xưa và bán hết tài sản. Nhà cửa có được từ công dịch vụ của Lan để làm việc thiện, tích đức với hy vọng rằng Lan có thể phục hồi đạo hạnh, thoát khỏi kiếp chim hạt và trở về đồng tụ với gia đình. Xong hết rồi, tiền thì tôi cũng đưa hết rồi đó nha. Dạ, dạ. Chị Quận nhớ cho người đem qua cho tôi nha. Nhớ chứ. Nhớ nha. Dạ dạ. Dạ, dạ đó mấy cô rồi cứ coi đi. Dạ, cái gì thích là cứ mua đi. Đồ tốt không à, đồ tốt không à. Dạ. Ô, bữa nay bà lớn ghé gian hàng của tôi rồi. Dạ, chào bà lớn. Dạ, chào bà lớn. Dạ, dạ. Bà. Dạ, hàng mới về. Dạ. Đó, toàn bộ giải đây nè, bà cứ xem, cứ lựa đi. Nhiều đấy, bà vào trong này. Đó, bà thấy không? Thật là hàng đẹp không á. Mấy cái này á, cũng mua hết rồi. Bà mua hết rồi nhưng mà nó còn ở trong này. Đó, bà cứ coi đi. À. Nó là cùng một loại á, nhưng mà tôi chia nhiều chỗ cho bà coi. Đó, chút nữa giải mới về, tôi sẽ cho bà xem nữa. Chánh nha, nước sôi. Cầu quý, giải mà nó nước sôi. Hàng mới về, ngon bổ rẻ luôn. Giải mà ngon bổ rẻ làm như ăn được chứ. Dạ lộn, bền đẹp lẹ. Dạ, cánh tay, móng tay bà làm kệ giải hết. Bộ nói tôi không có tiền ha. Dạ không, bà đừng giận, nó bị bệnh. Trời ơi, cái đàn lớn đó, xúc phạm tôi cho đi. Dạ, bà cứ xem, toàn là lụa ba tư, loại thượng hạng. Mấy bà vợ của quan phủ á, ưa mặc mấy thứ này lắm, nhưng bà là chỗ quen, thành ra tôi đi giao cho bà trước. Ủa, mấy bà vợ quan bên hữu cũng mặc cái loại này sao? Tôi nhớ là mấy bà đó hà tặng hà tiện lắm mà. Đó là lúc trước thôi bà ơi. Bà biết không, dạo này á, các quan bên hữu đều sắm sửa lắm. Nhưng mà tôi nói trước đó. Dạ sao à? Tôi là mối quen của tiệm lâu năm rồi. Có cái giải gì đẹp, cái hàng gì độc nhất á, là phải để cho tôi. Tôi biết mà, tôi nhớ mà. Cắt cho tôi một cái áo này, rồi mỗi lại đó cắt thêm cho tôi một áo nữa. Dạ. Đem tới nhà cho tôi rồi tôi trả tiền luôn nghe không? Dạ. Nhớ đó nghe. Dạ nhớ. Dạ. Bà chủ về vui vẻ. Dạ. Ôi. Dạ. Điều. Dạ. Mày mau soạn giải dánh theo bà lớn đi. Nhưng mà mấy cái lỗi giải này. Giải này là giải gì? Tao hiểu mấy bà này mà. Mấy bà mua về bỏ trong kho chứ đâu có mai mặc đâu. Mấy bà này là tao hiểu, mày lo đừng lo. Nhưng mà tao hiểu không quá mà. Tao cũng hiểu mày lắm thằng quỷ. Nè, đem vô bếp. Mày đem vô chân, đem vô bếp. Mày á. Ý tao nói mày đem hết cái này nè, đem vô trong bếp rửa. Ý tao nói là mày đem mấy cái này vô bếp á, rửa. Không phải, ý tao nói là giả nữ là mày, giả nữ là mày, đem vô bếp rửa. Đem vô bếp rửa. Mày rửa. Không, mày rửa, giả nữ rửa. Mày rửa. Hiểu rồi. Con này dễ thương quá, hôm nay nó biết làm việc rồi đó. Nó dễ thương lắm. Ông coi nè. Giả nữ. Chào khách. Mày á, chào khách. Chào mày. Không, mày á, chào khách. Chào khách đi. Chào khách. Đó, thấy chưa? Nó giỏi lắm không? Chưa đâu, còn cái này còn hay hơn nữa nè. Đôi khi nó múa cho ông coi nha. Chào chút. Nhã nữ. Múa. Thấy chưa? Nó múa mà. Nó mạnh lên nhã nữ mạnh lên. Đó, thấy chưa? Vô. Sao tự nhiên đang múa địch vậy?
đem vô bếp nha. Độ này á, người ta hay vô rừng á, bắt mấy con đực hư về nuôi. Chắc tôi cũng kiếm một con á. Ta nói cái loài này á, nó khôn hơn khỉ nhiều rồi. Nuôi nó về á, chừng một năm thôi. Cái mình dạy cho nó những cái hành động, những cử chỉ, mình dạy cho nó nói. Ta nói dễ thương lắm. anh coi coi ai có gà giùm tôi một con đi. Nhỏ nhỏ thôi, dễ nuôi. À, tôi nhớ là ông Đào á, ổng hay vô rừng. Ổng hay bắt mấy con này lắm. Để tôi nói ổng, để kiếm con nhỏ nhỏ về cho anh nuôi nha. Dạ, đúng rồi. Mà nói là nói vậy thôi, chứ không có con nào bằng con giả nữ của tôi đâu. Ta nói nó giỏi lắm nha. Nó rất là siêng năng nè. Dạy cái gì á là biết cái đó, nhớ cái đó liền. Một cái quán của tôi nè, ông thấy không? Đó, khách khứa ra vô nùm nượp vậy chứ. Một tay nó lo hết á. Từ chén, bát, đồ ăn, đồ uống rồi nọ là nó làm hết luôn á. Ủa gì vậy? Lâu lâu nó làm bể chừng vài cái à. Dễ thương. Dễ thương là được rồi đúng không? Đúng rồi. Ngồi nha, chờ chút xíu. Giả nữ, mày làm bể cho tao hết mấy cái chén rồi mày. Chú Lộc, trời đất ơi, tôi qua tiệm tôi tìm chú từ sáng tới giờ đây nè. Ủa, có chuyện gì mà chị tìm tôi gấp vậy? Có chứ sao không. Đây nè, cái áo tôi gửi chú Mai, chú có may lộn giải không vậy? Ủa là sao? Thì đó, cái áo bằng gấm tôi may ở tiệm chú về tôi mặc mới có một lần à, mà giặt cũng chỉ mới có một nước à. Tự nhiên giờ nó cũ xì như vậy làm sao? Trời đất ơi, vậy là chắc là tại giải rồi. Tôi nghĩ là không phải là giải đâu. Không phải giải có vấn đề gì hết trơn mà vấn đề đây là chú á, đúng không? Tôi nói cho chị nghe, dạo này á nhiều cái tiệm giải nó mở ra lắm, cái chất lượng hàng á tốt xấu lẫn lộn à. Từ hồi nào giờ á tôi mặc toàn là giải tốt không à? Mai ở tiệm chú, không lẽ chú không biết hay sao? Ý chị nói tôi làm ăn gian dối á hả? Cái đó thì tôi không biết à. Đó, người ta nhập gấm về từ ở bên Ba Tư về đây không à? Mà giải thì cũng là giải đẹp. Tự nhiên tôi mai ở chỗ chú, tôi vừa tốn tiền công mai, không vừa tốn tiền mua giải, rồi bây giờ mặt không có được. Tôi mới là người bực bội mà khổ nhất ở đây nè. Chị lụa. Không có lụa là gì hết á. Chị lụa. Có rượu rồi. Đó, tốt không á? Dạ, đồ tốt. Quay lại nè. Đưa bên đây, qua bên đây, kéo nhau đi. Mời sáng sớm. À, dạ mời, dạ mời hai cô. Dạ, dạ. Ồ, hai cô bận đồ đẹp quá, giờ dáng hai cô đẹp kìa. Dạ mời hai cô. Dạ. Cứ lấy đi à. Dạ. Thằng bữa nay ngày gì vậy trời? Vô cái đi ra, vô cái đi ra. Thầy. Hàng mới về đem cho con bổ rẻ. Cái đầu mày á. Giải mày làm như đồ ăn ngon bổ rẻ. Dạ con lộn. Nhưng bữa nay mày giỏi á. Đem hàng về sớm. Chúc ông thưởng cho. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nhưng mà mấy lần trước đâu phải lỗi tại con. Tại con đợi lấy hàng chứ bộ. Chứ không phải mày ham ăn ham nhậu hả mày? Mày làm như tao không biết hả mày? Nếu không nể tình mày theo tao từ nhỏ, tao đuổi cổ mày lâu rồi đó con. Ông chủ nói gì nói quen cho con rồi. Con đi lấy hàng cho ông chủ nè. Nóng nực, nóng thì phải đói bụng. Ra mồ hôi phải đói bụng đúng không? Phải khát nước. Thì con vô quán rượu á, con ăn cơm mà nóng quá khó ăn, con phải uống 2-3 bình rượu cho dễ nuốt vậy mà. Giờ không có nói mấy chuyện đó nữa. Bữa nay nghe ông hỏi nè, có lấy đủ số giải của ông dặn chưa? Dạ. Ông chủ yên tâm, đây nè, đủ hết. Nhưng mà ông chủ ơi, mấy cái giải này nè, mau phai màu lắm. Người ta dặn là ông chủ mua rồi là không được đổi lại. Tao biết rồi, mua còn không kịp bán nữa. Mắc mới gì tao phải đổi lại. Dạ. Nhưng mà con thấy kỳ kỳ nghe. Sao dạo này ông chủ bán ba cái loại giải rẻ tiền này không vậy? Mua rẻ thì mình bán rẻ, có gì đâu mà mày thắc mắc. Dạ. Mày phải khôn hồn mà giữ mồm, giữ miệng. Tao không có bạc đãi mày đâu. Tao làm ăn được á, tao cũng cho mày một ít tiền để mày cưới vợ.
Dạ con lỗi ơn ông. Ừ. Dạ nghe nói cứ vợ là con khoái rồi, con thích rồi. Dạ giỏi. Khoái. Ai vậy? Ai hả? Cái đầu mày. Dạ con giỡn chứ con nghe tiếng là con biết bà chủ. Ôn giải về tới nơi rồi thì đem đi vô. Hả? Đứng đây mà sợ xạo xạo không à? Dạ con đâu có xạo đâu, con nói thiệt mà. Bây giờ mày đánh chưa? Dạ, dạ cho con nói. Tại con làm đầy tớ mà. Thì có ai kêu con khiêng vô con mới dám khiêng vô chứ. Bây giờ tao là chủ mày. Dạ. Tao sai mày có được không? Dạ được. Đi. Dạ đi. Thằng. Dạ. Nhiều chuyện. Dạ. Nhiều chuyện à? Quá nhiều chuyện luôn. Đúng là nhiều chuyện. Còn ông nữa. Tôi sao? Tự nhiên cái đường đi nước bước của mình, ông nói cho nó nghe hết rồi nó ra, nó nói với người ta rồi làm sao mà ngăn nữa. Đang ở nhà này, con giấu thì sớm muộn gì nó cũng biết á. Nhưng mà nếu nó biết rồi, nó đi nói với người khác rồi mình làm sao đây? Bởi vì tôi mới trả công cho nó hậu hĩnh, lúc đó nó mới trung thành với mình. Vì là ăn thua đó, mình phải biết lựa mặt khách hàng. Tùy người á, mà mình phải bán loại giải tốt hay là loại giải hai đó chứ. Nhưng mà sao tôi thấy lo lo quá ông à? Cái loại giải hai này đó hả, nó mau khai màu lắm. Khách á thì có đủ thành phần, quen có lạ có, làm sao mình nhớ được. Hiện giờ đó nhiều vợ con của Quang ra đây mua sắm, các bà đó đó tiền dư bạc giả ganh tị nhau từ chút, cho nên nó giải dốc phải mua cả gánh người ta đem về. Là tôi nói bà nghe nè, nó có mai á thì cũng chỉ mai một lần, và bận một lần hai lần xong rồi cất vô kho. Ông đừng có ỷ y quá, không có được đâu đó. Bữa trước có người tới đem ăn vốn nè, chê tới chê lui nói là mình bán giải không có tốt. Nhưng mà tôi đâu có ngu, tôi chối hết trơn, tôi đâu có chịu nhận đâu. Thì bà cứ làm y như vậy đi, mấy tìm giải khác á, nó cũng làm y như vậy. Vì lại lộ giải gấm mà giải hai này á, chỉ có mình tôi biết chỗ đi mua, thì mình phải tranh thủ bán bằng giá thường hạng. Trời ơi, nó lời biết bao nhiêu ngu gì mà không làm. Lỗi khách thì lâu lâu lại mua cái, mua hai cái, đâu có sao đâu mà bà sợ. Mà tôi nói bà nghe nè, tiệm mình hơn mấy tiệm khác ở cái chỗ á, chỗ nào giải của mình có loại tốt, loại xấu chen dần á, nên mình mới đổ thừa, đâu có biết họ đem đi đâu mai. Rồi lỡ tiệm mai đó người ta tráo giải thì sao? Thiếu gì lý do mà bà sợ. Chú Lộc ơi, chú Lộc. Chú Lộc ơi. Ôi, ai đó? Ủa, cô đâu? Tôi sắp đóng cửa rồi, cô tìm tôi làm chi? Đóng cửa cũng phải mở cửa. Bà kêu tôi đem qua đây á, hai cái áo cùng một loại vải. Ừ. May hai màu khác nhau. Vậy mà một cái bị giãn rồi, mới đem về bị giãn, cũ xì ha. Đổi cho bà. Bà nói bắt đền chú đó. Ủa gì kỳ vậy? Tôi là thợ may mà chứ không phải người bán giải đâu mà đền. Thôi tôi không biết đâu, tôi gửi lại cho chú đó nha. Đền cho bà tôi đi. Trời đất ơi. Cô đã. Tôi về. Chú kỳ vậy trời. Có rau. Rồi mời quý khách ngon miệng nha. Nè, cho thêm bình rượu nữa đi chú Tiều. Nè, tôi thấy anh sai quá rồi, đừng có uống nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi uống. Để tôi uống rồi tôi suy nghĩ coi ai hại tôi. Nè, nhắc cái đó tôi mới nhớ nha. Tôi nghĩ là ông không nên uống nhiều, để cho đầu óc ông phải sáng suốt thì ông mới suy nghĩ được tìm ra người nào hại ông chứ. Hổm rày á, tôi rất là tò mò một điều là hồi nào giờ ông đâu có bị máng vốn đâu, mà sau thời gian gần đây á ai cũng máng vốn ông hết, lần sau tôi không hiểu. Rõ ràng là do giải, những cái loại giải gấm thượng hạng này tôi cũng may hoài, mà đâu có cái trường hợp nào mà mau nhão mau phai màu như vậy đâu. Biết đâu á, mấy tiệm giải bán hàng xấu thì sao? Mấy tiệm giải khác á, là họ bán như thế nào, loại giải nào thì tôi không biết. Nhưng mà mấy người tới đây bắt đền á, là họ mua giải ở một cái tiệm lớn nhất của Kinh Thành. Mà cái tiệm lớn nhất ở Kinh Thành này á, là chuyên môn bán lụa và giải gấm tốt nhất.
Ông mới nói là cái tiệm bán vải lớn nhất kinh thành đó hả? Ừ. Cái tiệm đó như tôi có quen với một người. Để tôi gặp người đó, tôi hỏi, xong rồi tôi về tôi nói cho ông biết nghe. Mẫn, Mẫn, ông Tiểu. Có chuyện gì mà ông nhắn tôi ra đây gấp vậy? Có gấp, gấp cực kỳ luôn. Gấp kêu mày ra đây để nhậu chứ chị. Trời, ông vừa phải thôi nha. Tưởng có chuyện gì quan trọng, tôi lật đặt chạy ra đây. Phải vậy mày mới đi chịu đi ra chứ. Mày thử nghĩ đi, cứ ngày nào mà mày đi ngang qua đây á, mày cũng ghé vô mày làm một bình rượu, xong mày mời làm một dĩa mồi. Tự nhiên mấy bữa nay mày làm cái gì mà đi ngang mày ngó lơ vậy? Rồi tao biết rồi. Cười cái gì? Có cái quán nào á rượu ngon hơn quán tao phải không? Đâu có, ông hiểu lầm rồi. Tại dạo này á, tiệm tôi đông khách quá, tôi phải đi đến tận mối lấy hàng, sau đó phải giao hàng tận nơi cho khách. Dạo này băng biểu lắm. Mày đừng có xạo. Cái kiểu nói của mày làm như tao tưởng mày là ông chủ vậy đó. Xin lỗi, tôi không phải là chủ thiệt, nhưng mà cửa tiệm thiếu tôi là không được à. Tôi quan trọng lắm, bởi vì ông chủ thương tôi lắm. Phải không? Ừ. Trời, ông thương mày dễ sợ vậy đó hả? Ừ. Ủa, ông thương mày vậy sao mày không dám ghé quán tao mày nhậu? Mày sợ ông đuổi việc mày chứ gì? Cái gì? Tôi mà sợ hả? Không biết chứ thì ông đừng có nói. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nói nào nghe á, mỗi lần đi ngang qua quán ông á, môi tôi giật giật hoài, thèm rượu lắm. Nhưng mà bận quá không ghé không được. Mày nói tao nghe cái câu này là mát lòng mát dạ hết sức á. Hôm nay mày ghé quán tao, tao sẽ đãi mày một bữa uống cho đã luôn. Thì không, đãi bữa uống cho đã luôn không? Ừ, mát lòng mát dạ không? Tôi uống cho ông mát trời ông địa luôn. Thấy rượu đi, quán này là không có thiếu rượu đâu con. Ngồi ngoài kia chờ tao. Vô. Vô. Nè, phải công nhận nha, cái tiệm vải của mày á, bán đắt dễ sợ luôn. Mà bán toàn là gấm dốc thượng hạng không à. Nói tới đây tao buồn quá. Không biết chừng nào tao mới có tiền để tao dẫn vợ tao á vô cái tiệm vải lớn nhất để mua những loại vải thượng hạng về mai đồ mặc. Tôi nói không biết. Ông thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Ông đừng có mua ba cái loại gấm lụa thượng hạng làm chi, tốn tiền vô ích lắm. Mày nói sao chứ? Cái gì mà tốn tiền vô ích? Sáng nay tôi nói cho ông luôn, tôi là người làm công cho tiệm vải lớn nhất kinh thành, cho nên chuyện gì tôi cũng biết hết. Tôi thấy ông ấy là chỗ thân tình với tôi nói cho ông nghe chuyện này. Công nhận cái ông chủ tiệm vải hay thiệt, dám lấy lại vải thường để mà giả gấm dốc thượng hạng bán cho khách hàng. Mấy cái vụ đó hả, lời dữ lắm, một vốn tới bốn lời lần đó. Mà tôi công nhận nha, cái loại vải mà giả gấm dốc thượng hạng á giống y như thật vậy. Tôi là thợ may là nhiều năm nè, nhìn cũng không biết nữa, hèn gì nhiều người bị lừa là phải rồi. Chưa hết đâu, giả giống tới mức độ là không thể nào mà phân biệt được. Nó chỉ có điều á là nó mau phai màu thôi. Tôi cũng có nghe nói á, xuống nước chừng dài ba nước hả, nhìn cái vải nó cũ mềm thì lúc đó làm sao đem cái vải để đi đổi lại ông chủ tiệm được. Hèn chi người ta máng vốn á, máng vốn ông là thợ may đó. Bây giờ làm sao mình lật mặt được cái người bán vải? Chẳng lẽ bây giờ đến nói người ta tin sao? Thì đó, bây giờ phải tìm cách nào mới được chứ. Đi vô. Đi vô. Bắt trước luôn. Có cách. Ồ, dạy nhanh quá vậy ta.
thiệt hả ông hả? Nãy giờ tôi bực mình dữ lắm rồi đó. Bực gì? Sao ông bực mình? Từ sáng mơ tới giờ có thấy con ruồi nào nó bay qua không? Trời ơi, thiệt giờ muốn chết luôn vậy đó. Ruồi thì tôi không thấy nhiều người, hình như có đi qua đi lại mà đi chỗ khác chứ không có vô đây. Nhưng mà bà rảnh quá vậy? Thì có ngày rồi đông, có ngày ế. Chứ bà muốn ngày nào đông hết gì cho tụi mình giàu rồi sao? Dĩ nhiên rồi, tôi muốn giàu, tôi muốn hỏng ngày nào tôi nơi tay hết trơn, nào tôi bán, chúng tiền, không hiểu không? Hiểu, thôi rồi buổi đi, rồi sắp xếp đồ đạc đi, chúng tôi khách ta tới, rồi ta vô đây ta mua. Ngoài có sao chứ thiệt á. Bởi bà ơi, bà ơi. Gì vậy? Ra đây, ra đây. Có rồi, có rồi, có rồi, tới rồi, tới rồi hả? Giàu à, giàu à nha. Trời ơi, sang nha. Ừ. Sang nha. Thì tôi nói bà là giàu mà. Trời ơi, ổng sang tới cái mức độ tiền mà ổng cà quay nè. Mời. Dạ, dạ, dạ. Để ông đi. Dạ, mời anh. Dạ, giờ mà. Dạ, dạ. Mời khách quan coi hàng đi. Mời. Mời rồi đó. Dạ, nhiều mặt hàng đẹp lắm đó khách quan. Dạ, cái loại này á, loại này là ở đây là coi như nó là loại gấm. Dạ, mấy à. Dạ, đồ này không có bán, đồ này bận. Tránh ra. Dạ, dạ, dạ. Dạ, mời. Dạ. Dạ, cái loại này á, dạ, cái loại này tôi nói thiệt nha. Loại này là gấm mà vợt mà con tầm á, tôi cho nó tầm. Dạ, à, mời quan khách dòm. À, dòm vô đây. Dạ, cái này á là lụa tơ tầm nha. Dạ, thượng hạng lương đó. Dạ, à, mời khách quan coi đi. Dạ. Ở đây bán là đầy đủ hết ha. Dạ, đủ hết. Nhãn hàng của em đó ngang các nước láng giềng người ta bỏ cho em ở đây hết. Thành ra khách quan muốn mua mà hàng cỡ nào các nước xung quanh đây đều có hết. Dạ. Vậy mà cái tiệm mình đó là buôn bán lâu chưa? Dạ. Bán tới ba đời rồi đó. Đúng rồi. Đời em là cuối cùng tới đời ông cố tổ em tới bây giờ đó. Ba đời rồi đó hả? Dạ. Rồi mai mốt ông với bà không bán giải nữa làm gì? Hỏi ổng á. Dạ, khách quan nói vậy làm sao à? Có nghĩa là bà con người ta đồn á, ông với bà giờ là cờ bạc ăn chơi quá, bây giờ tán gia bại sản rồi, bây giờ là tôi sang cái tiệm. Tôi có lòng hảo tâm, tôi tới đây tôi sang cái tiệm vậy thôi. Đẹp trai á. Tôi nói khùng bằng tin. Tôi tới hố rồi. Cái chỗ trà bà để đâu? Nhớ trả cửa kìa. Chào chút. Ủa mà ổng. Dạ, để quanh ổng đó. Vậy ông Tàu Lao. Ê, thôi ông đứng lại đây đi. Đứng lại đây đi. Trời ơi, bữa nay mà tao bán không được ăn cho đốt không lúc cho mày chết luôn. Nghe đốt không đồng hả? Mọi đốt không đồng. Dạy. Quýnh mày chết cha mày luôn. Mày ngồi mày bước vô nhà tao đi. Dạy nha quýnh. Trời ơi hả? Chết mày với tao à thằng quỷ. Tôi nói ông đó, để tôi lấy lửa tôi đốt nó đi cho rồi đi. Không cho, cứ đòi lấy cái chổi quơ chạy mất tiêu thấy không? Đó, chạy lẹ đó, nó chạy chậm một chút hả? Tôi đập cái chổi lên đầu nó, cho chết cha nó. Chết tao, tôi không thấy, giờ không có con ruồi nào bay tới luôn nữa nè. Ôi, kêu, có kiểu tới kìa, kiểu tới ghé vô tiệm mình. Ghé vô. Dừng kiểu đâu, ghé vô. Dạ, dạ, quý khách à, dạ. Xin chào hai ông bà, ông đây là... Chủ. À, chủ, chào hai ông bà chủ. Dạ, chủ. Bà lớn của chúng tôi từ ở trên kinh thành lặn lội xa xôi xuống đây. Kinh thành. Ông lớn của tôi á là quan tri huyện, mới vừa lập công được hưởng bổng lộc của triều đình đó nha. Wow, bổng lộc triều đình. Không có nhiều nữa. Hôm nay có giải nào thượng hạng mang ra cho bà lớn tôi coi. Dạ, dạ có chứ, đây dạ, có đủ hết. Dạ, dạ để đâu? Em lựa. Dạ, dạ từ đây. Đây nè là gấm Thượng Hải đó. Gấm dạ. Thượng Hải à? Dạ. Được không? Dạ, dạ được, dạ được à. Có cái nào cao hơn gấm Thượng Hải không? Cao hơn. Dạ cao hơn. Cao hơn, cao hơn. Cao hơn. Cao hơn. Đây là gấm Thượng Hải là hạng nhất luôn à. Đây là gấm Thượng Hải hạng dạ, nhất à. Hạng dạ, nhất rồi. Để cho bà lớn coi cái đã. Dạ. Bà lớn. Dạ, thưa bà lớn.
dạ. Ủa sao sao không trả lời mà khe khe không vậy? Ủa à, kỳ ha, sao bà lớn kỳ vậy ta? Dạ hai ông bà chủ đừng có lo. Dạ. Tại ông bà lớn đi đường xa nên cái cổ nó hơi bị chật gân nữa mà. Dạ. Nên là không có nói chuyện được, nên khọt khẹt không à. Đang dạ. ngậm, đang ngậm sâm. Dạ. Dạ khe khe là sao à? Giải xấu. Hả? Ủa, sao không nghe nói gì mà là chê giải xấu là khẹt khẹt á là chê, còn khọt khọt á mới là khen đẹp. Khẹt khẹt là xấu. Xấu. Ồ. Dạ đây đây đây. Hai này. Không được đây. Cái này mới đẹp. Cái này à. Dạ. Dạ, cái này. Dạ, cái này. Ừ, vậy là cái này ha. Dạ dạ. Cái ủa, này không? Tốt đúng không? Dạ, cái này là bên ba tư hoa đó. Giải ba tư à. Dạ. Rồi. Dạ thưa bà lớn. Giải đừng khẹt nữa. Khọt. Ủa sao khọt rồi khẹt nữa? Cái này ngộ quá ha, sao đi song song vừa khọt vừa khẹt luôn là sao? Khọt khọt là giải đẹp, còn khẹt khẹt á là cái bông xấu quá. Trời ơi giải đẹp gì mà còn chê nữa sao quan? Chê bông xấu. Dạ, còn giải nào khác? Dạ không? Còn cứ cái này cái cây này á là xuất sắc nhất của cái tiệm của em rồi. Dạ, dạ. Từ đâu? Dạ cái này hả, từ ở bên ba tư lận á. Trời ơi tên ba tư lận đó. Dạ. À rồi để tôi đem qua. Ôi. Sao vậy? Nãy giờ đi hoài xui muốn chết luôn à. Tới tôi. Ồ, xin mời. Dạ. Dạ thưa bà lớn. Dạ thưa bà lớn, chẳng hay bà lớn ngắm thử coi cái mình giải này có đẹp không. Giải này là thượng hạng nhất của tiệm của tôi à. Dạ xin bà ngắm thử à. Đó, thấy chưa, khọt khọt là đẹp. Dạ dạ, còn bà nhìn luôn cái bông coi, cái bông này nó có mỹ miều không à. Dạ. Chịu luôn rồi. Trời trái điệu khổ cái chữ luôn. Dạ nhưng mà ý bà làm sao à. Ủa sao mà ý của bà, sao mà bà làm ý của bà lớn nó là giải đẹp, bông đẹp mà mặt ông xấu quá. Ừ, nó thấy không, thấy không? Đó đó, nói cái câu này là tôi chịu rồi đó. Trời, cái mặt ông xấu quá, hàng như ông chào hàng hôm nay giận hết trơn để tôi. Yeah. Coi tôi nè, người đẹp nè, chào hàng trong coi nè. Dạ bẩm bà lớn, dạ bà lớn coi giùm em coi cái hàng này có được không à. Nó bắt kêu gì vậy? Trời ơi. Ý của bà lớn nói là mặt ông xấu nhưng mà bù lại mặt của bà thấy gớm. À. Hay lắm gì? Bang bang vô. Dạ nhưng mà cuối cùng là sao? Dạ cuối cùng là sao? Đây, tôi không nói nhiều nữa. Hai ông bà định gạt bà lớn tôi đúng không? Cái gì? Gì vậy? Hai ông bà tiệm bán toàn là giải xấu, giải không tốt. Dám là... Hả? Cái gì vậy? Giải không tốt? Ai nói chuyện tôi bán giải không tốt? Bà của tôi mặc toàn là gấm dốc lụa là giải ba tư, lụa Thượng Hải thì làm sao không biết cái này là giải xấu được. Ông đừng có nói tầm bậy. Nói tầm bậy? Tiệm của tôi là nổi tiếng từ đó giờ, đừng có vu oan cho tiệm người ta. Đúng rồi, vu oan quá trời không được đâu à. Đúng rồi, hàng này là hàng giả. Hôm trước tôi mua cái này nè, cái loại này nè. Hai ông bà này là lường gạt. Mình phải đi báo quan. Đừng có rồi nè ông ơi. Dạ. Có rồi nè. Rồi. Đâu? Để tôi coi. Dạ. Cầm đỡ cái này. Dạ còn ở đây thì sao? Quý khách đây, đây. Thôi đưa đây. Nè. Được rồi, cái này coi như là bồi thường cho tôi đó. Dạ vậy là được rồi. Đừng ra, đừng ra làng là được. Nè nhưng mà hai ông bà phải lại tạ tội với bà lớn nha. Bà lớn tựa trên kinh thành đường xá xa xôi xuống đây để mà mua những giải xấu vậy sao? Dạ. Không mau tạ tội thành tâm là có tội với triều đình đó nghe. Dạ thành tâm. Thành tâm đây. Con gian lại bà lớn. Gian lại bà lớn. Dạ. Có lâu lâu con mới buông gian bán dỗ lần chứ đâu hết ngày nào con hứa với bà lớn. Dạ con tin bà lớn tha tội cho con. Mới lần đầu con mới buông gian bán dỗ cho đó giờ con bán. Hả? Bà gì cái gì không? Nghe gì?
sao giống tiếng ngái quá vậy? Tiếng ngái nhưng mà tiếng ngái không phải tiếng của người ngái. Mãi của người chứ có thứ gì? Thì giống như con gì ngái á. Con gì ngái? Thôi đừng nói bậy nha. Muốn nói bậy à? Không nghe cái ông kia nói hả? Mình phải thành thật thì bà lớn mới tha tội cho mình. Chứ ông nói bậy nó bà không có được, biết không? Phải thành tâm bà lớn mới tha. Thành tâm bà lớn mới tha. Dạ, trên bà lớn mới tha, thôi. Nhưng mà bà lớn ngủ mình phải đánh thức bà lớn vậy, bà lớn mới biết mình thành tâm hay không thành tâm chứ. Đúng rồi, bà ngủ mà mình xin bà đâu có nghe, đúng không? Giờ mình phải... Bây giờ mình phải đánh thức bà lớn vậy thôi. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà lớn. Bà lớn tôi ơi. Quá trời ơi, đất luôn à. Bị ta lừa gạt rồi, trời ơi. Mình bị lừa rồi. Cho vừa tội bằng buôn gian bán dối. Tham thì thâm, vỏ quýt dây thì có móng tay nhọn. Đúng là y phục của hoàng tộc. Thế như là mình sinh ra để bận cái bộ trang phục này vậy. Như ta đây là Đông Cung Hoàng Thái Tử, số trời định sẵn là sẽ được làm thái tử. Đỉnh đạt có thừa. Ngày hôm nay muôn dân trăm họ, kẻ nào biết thiên cơ mà theo phò ta đó thì ắt hẳn sau này sẽ được trọng dụng. Còn như kẻ nào dám khinh thường ta đây á, thì ta sẽ ha. Mày khùng sẽ bị đòn, mày khùng quá đi. Tối ngày không lo mai đi, cái áo chưa giao xong cứ đứng mà bận vô hoài. Mày biết cái này là đồ của ai không? Đồ của hoàng cung. Lỡ hoàng cung thấy chỗ này chém đầu tao với mày sao? Cởi ra, mang lên. Trời ơi, ông làm cái gì dữ vậy? Thì cái áo này tôi may, tôi có quyền thử nó. Mình thử đi, có ai thấy đâu mà sợ. Trời ơi, lỡ xui người ta thấy đâu sao? Cái áo cái này là của hoàng cung mà cứ bận vô hoài. Tao còn không dám bận mà thấy không? Tại vì ông nhát, ông không dám bận. Mà tôi cũng nói cho ông nghe nè, chính nhờ tôi bận cái áo này nè, thì tôi mới biết được là cái cốt cách hoàng tộc của tôi. Mày nói mày có dòng máu của trong hoàng cung. Trời ơi, tối rồi thiệt là sợ quá. Bây giờ mưa tử vô hoàng cung làm hoàng tử phải không? Dạ, em mời anh hoàng tử ra khỏi nhà, khỏi mai, khỏi làm thợ gì nữa. Giàu quá làm thợ mai chí không? Ý ông nói là ông đuổi tôi hả? Ông khỏi cần đuổi, tôi cũng không làm việc với ông đâu. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ á tôi sẽ tiến cung. Trời. Và sau đó tôi sẽ làm hoàng tử. Ý. Và khi chúng ta đã làm hoàng tử, tôi sẽ quay về đây. Tôi sẽ cho quân lính đốt hết cái tiệm mai này. Ha. Còn riêng ông dám quýnh đầu hoàng thái tử hả? Được rồi. Lúc đó ta sẽ trảm ngươi và biêu đầu giữa chợ. Ha, biêu đầu giữa chợ. Mày khùng quá mày. Mày mơ tưởng quá đi. Thôi, ra khỏi nhà giùm tôi đi ông tào lao không? Dám chửi hoàng thượng tào lao là xúc phạm. Ngươi để đó. Đi luôn đi mày. Đừng có dậy cái tiệm tao nữa nha mày. Mày có bị sao không? Đa tạ huynh, tôi không sao. Cũng may là huynh nhanh trí, hô hoáng lên khiến bọn cướp sợ bỏ chạy. Nếu không á, tôi bị bọn chúng chấn lột rồi. Nói thiệt với anh, nếu mất cái tay nãy này, chắc là tôi phải chết theo nó thôi. Một lần nữa xin đa tạ anh, ơn này sánh bằng ơn cứu tử. Tôi tên Văn, còn anh? Tôi tên là Sủ. Mà thôi, qua kia nói chuyện.
Chúng mày ngồi đây đi. Nếu như bà lần sau đi đường lỡ gặp bọn cướp á, nếu cảm thấy không ổn á, thì cứ đưa ngay cái túi nải này cho tụi nó để còn bảo toàn mạng sống nữa. Dạ, không được đâu anh. Cái tay nải này á, chứa một thứ quan trọng còn hơn mạng sống của tôi nữa. Trong đây có vàng bạc hay cái gì mà quý hơn nó? Không giấu gì anh, trước khi lâm chung, mẹ có giao cho em báu vật này. Mẹ dặn là bằng mọi cách phải đưa báu vật này đến tận tay nhà vua, liên quan tới cả Sơn Hà xã tắc đó anh. Chú em đang trên đường lên kinh đúng không? Dạ đúng. Vậy chứ em gặp Mai rồi, anh cũng đang trên đường lên kinh nè. Thôi hai anh em mình đi đi. Vậy là có anh đi cùng rồi. Đi nè. Dạ. Sao lại đau bụng dữ vậy nè? Ân Nhân nè, anh trông chừng cái tay nải này giùm tôi. Đi nhanh đi. Thứ gì mà hệ trọng vậy ta? Trời ơi, đúng là kinh thiên động địa. Quá ra cái thằng này là giọt máu rơi, đứa con tức là của đương kim hoàng thượng. Yên cha mẹ ơi, mà trong lúc này nhà vua đang giáo bố cáo tìm khắp nơi, mà nhà vua lại không có thái tử, mà mẹ nó năm xưa lại hầu ngài. Chết rồi, mình đã từng hy vọng, mình hy vọng cha mình. Thôi không được, không được, không được. Thằng này mà ra trình diện một phát với bức thư này là xong. Dèo một cái là nó sẽ lên ngôi cửu đỉnh. Làm sao đây? Làm sao? Mà tại sao không phải là mình? Cái thằng này nó có hơn gì mình đâu chứ. Ông trời ơi, ông trời, sao bất công với con quá như vậy? Cấp báo, cấp báo, ngoài kia có một thư sinh xin được vào ý kiến hoàng thượng, nói là chuyển di ngôn của mẹ mình. Cấp báo, cấp báo. Hỗn láo, thứ nhân sao lại dám vào đòi vào gặp mặt rồng? Ra đuổi hắn đi đi. Không được, nếu là chuyện chuyển di ngôn, ắt là có gì đó hệ trọng. Ta linh cảm có điều gì đó bất thường, truyền cho hắn vào. Xin tuân lệnh. Tự xin ra mắt thánh thượng, chúc ngài trường thọ. Ta miễn lễ, hãy trình tấu đi, ngươi là ai? Thưa hoàng thượng, tự xin người làng Cổ Mai, tên Văn, họ Đinh lấy theo họ mẹ. Làng Cổ Mai à? Hình như ngài còn làm thái tử. Ta có ghé qua đây ở lại mấy đêm thì phải. Phong cảnh ở đó rất là đẹp. Dạ bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Dân làng tự xin vẫn lấy làm vinh hạnh khi nhắc đến tiếng du hành năm xưa của hoàng thượng. Vậy sao? Tiếc là bây giờ sức khỏe của ta không còn cho phép nữa, chứ nếu không
ta sẽ ghé qua đó để tìm một người. À, mà ngươi nói mẹ ngươi là họ Đinh à, tại sao ngươi không mang họ cha? Dạ đúng thưa hoàng thượng, mẹ tự sinh là Đinh Thị Liễu, từ lúc lọt lòng tự sinh đã không có cha. Đinh Thị Liễu? Đinh Thị Liễu à? Không lẽ nào? Nhưng hôm nay ngươi đến gặp ta để tâu chuyện gì? Chẳng phải khi nãy quân hầu vào báo ngươi muốn chuyển di ngôn của mẹ ngươi sao? Dạ đúng. Mẹ tiểu sinh trước khi mất có dặn tiểu sinh là bằng mọi giá phải xin được ý kiến của hoàng thượng và dâng cho hoàng thượng bức thư này. Bức thư nào? Mau đưa cho ta coi. Thôi chết, bức thư đâu rồi? Dạ bẩm hoàng thượng, bức thư đã biến mất rồi. Xin hoàng thượng tha tội. Thưa hoàng thượng, rõ ràng là tối ngày hôm qua tiểu sinh còn cầm bức thư trên tay để coi, không hiểu tại sao. Nè, ngươi hãy tìm lại cho kỹ đi. Nói có sách, mách có chứng. Tại sao lại mất được chứ? Có ai biết ngươi đang giữ lá thư đó không? Dạ thưa hoàng thượng, thưa hoàng thượng, dạ có một người, đó chính là ân nhân của tiểu sinh. Số là vậy, trên đường đi tiểu sinh gặp một bọn cướp, nhờ có sự ra tay giúp đỡ của ân nhân nên tiểu sinh mới toàn mạng. Và rồi ân nhân đi cùng tiểu sinh và làm bạn cho đến sáng ngày hôm nay. Được, ta sẽ cho truy tìm người đó. Nhưng ngươi nói tiếp tôi nghe, mẹ ngươi đã viết gì trong thư chứ? Dạ tiểu sinh không biết, tiểu sinh không dám mở ra đọc. Vậy nghe ta hỏi, hồi còn sống mẹ ngươi làm nghề gì? Dạ bẩm hoàng thượng, mẹ tiểu sinh chỉ trồng dâu nuôi tầm. Nhưng mà mẹ tiểu sinh có tài thi phú rất giỏi và hát rất hay. Muôn tâu bệ hạ, ngài có nhớ chăng cô thôn nữ ngày xưa ở làng Cổ Mây cũng trùng tên với mẹ của chàng trai này. Lúc đó thần hãy còn là một cấm vệ quân theo hầu thái tử. Dường ngương, ta đã linh cảm được điều gì rồi. Ngươi nói ta nghe, có phải nhà mẹ ngươi đằng sau một khóm trúc nhìn ra một đầm sen thật là đẹp đúng không? Và mẹ ngươi chính là cô gái mồ côi sống trong ngôi nhà tranh đó, Đinh Thị Liễu, mẹ ngươi chính là nàng đó sao? Dạ, dạ đúng thưa hoàng thượng, hoàng thượng nói tất cả đều đúng hết. Ngươi sinh ngày mấy tháng mấy? Dạ thưa hoàng thượng, tiểu sinh nghe mẹ kể lại, tiểu sinh sinh vào rằm tháng 6 năm Nhâm Tuất. Tâu bệ hạ, xin chúc mừng ngài, y như hai giọt nước. Con hãy đứng lên đi, và lại lên đi với ta. Con chính là đứa con thất lạc mà lâu nay ta hằng tìm kiếm. Tha lỗi cho ta. Mẹ con không hề báo cho ta biết là nàng đã mang thai. Thật đúng là hồng phúc tổ tiên cao vậy. Chúa cho con việc tìm được cội nguồn của mình. Dạ, con, con đã làm mất lá thư của mẹ. Chắc là trong thư mẹ con đã gửi gắm nhiều điều lắm. Chưa cần đọc thư, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy công tử đây rất giống hoàng thượng như y giọt nước. Chúng ta sẽ tìm bức thư sau. Con đừng lo, con đúng là hậu vệ của ta mà. Vậy là ta không còn lo lắng, không có người nói dối rồi. Cấp báo, cấp báo, hoàng thái tử đang đến tìm hoàng thượng. Nói bậy bạ gì? Hoàng thái tử nào? Dạ hoàng thái tử thật mà. Người này nói có mang theo vật chứng để tố cáo hoàng thái tử giả trong cung. Thế này là thế nào chứ? Dạ bẩm hoàng thượng, tiểu sinh cũng không hiểu gì cả. Cho nghĩa vào ngay. Ân nhân. Dạ, con trẻ xin ra mắt phụ vương. Ngươi có gì trình báo chứ? Ân nhân,
Xin chào. Người đây là ân nhân. Anh sao vậy? Khỏi chào hỏi. Người giải thích ngay đi. Vì cớ làm sao? Có chuyện tự xưng là hoàng thái tử nào ở đây? Phải, ta sẵn lòng nghe đây. Muôn tộc phụ vương, con mới chính là hoàng thái tử mà người đang kiếm tìm. Còn kẻ này chỉ là phương giả mạo. Con xin hỏi, hắn có bằng chứng gì để chứng minh mình chính là con của bà Đinh Thị Liễu chăng? Hay là phụ vương và đại quan đây chỉ căn cứ vào những lời quan đường của nó rồi tin chăng? Ta tin vào trực giác của mình. Vì người này trông rất giống hoàng thượng. Thưa phụ vương, nếu như ngay từ bé con được sinh ra trong gia đình giàu có, được gần gũi với vua cha, thì chắc chắn con phải có nét giống cha. Còn đằng này, ngay từ khi sinh ra con, hai mẹ con quá lam lũ và vất vả, thì con xin phép được hỏi vua cha, thì làm sao con giữ được nét thanh tú? Tâu hoàng thượng, người này nói cũng có lý lắm. Ngươi nói vậy là ngươi có bằng chứng hay sao? Dạ, nếu như không có thì con mang tội mạo danh, chắc chắn con sẽ rơi đầu. Thưa phụ vương, đây là bằng chứng chứng minh con chính là dòng dõi của ngài. Ân nhân, đây chính là bức thư của mẹ tôi mà. Thì ra anh là người đã chiếm đoạt nó. Trời ơi, như vậy là tôi đã mắc lừa anh rồi. Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Đừng hòng nói chuyện qua mắt thợ. Thôi chết rồi hoàng thượng ơi, bức thư này là thật thì người mang nó không thể nào giả được. Đây chính là thủ bút của nàng, người con gái năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta đây mà. Quá ra người giữ bức thư này chính là con trai của ta với nàng hay sao? Thưa hoàng thượng, hoàng gia tiểu sinh quá. Bức thư này chính là bức thư của mẹ tiểu sinh. Hoàng thượng à, chính người này đã lập mưu chiếm đoạt nó. Bẩm hoàng thượng, người này đây chính là ân nhân mà tiểu sinh đã kể với ngài. Người này đã đi cùng tiểu sinh lên kinh và biết rất rõ về lá thư này. Thưa hoàng thượng, anh ta còn nói với tiểu sinh là sẽ bỏ nghề theo để lên kinh tìm cơ hội mới. Tâu phụ vương, hắn ta là ai con không biết. Hắn đang sàm tấu với phụ vương chuyện gì vậy? Sao đây bệ hạ, sao ai cũng có lý hết vậy? Ta cũng rối trí quá rồi. Bên tình á thì rõ ràng ta dành cho người đến trước, nhưng mà người đến sau á lại giữ lý trong tay. Ta biết tính sao đây? Chúng ta phải kiếm kế quản binh thôi, để tìm ra chân sự thật. Mọi sự trắng đen sẽ sớm ngã ngủ. Trước mắt quân mây hãy dọn hai thư phòng cho hai vị này nghỉ đã. Có chuyện chi vậy? Thưa ngài, hoàng thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để may dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Tôi phải may xong y phục này nội trong đêm nay? Đúng vậy. Tôi xin lãnh chỉ. Mình phải cố gắng. Thưa ngài. Chuyện gì? Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngươi sao? Nói lẹ. Hoàng thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để may dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Lui đi.
hoàng thượng cho thi tài. Đây là nghề ruột của mình mà. Cho đòi thư sinh tên Văn vào trước. Tiểu sinh Đinh Văn chúc hoàng thượng thánh an. Tay ngươi bị sao vậy? Dạ, đội ơn hoàng thượng quan tâm. Bẩm hoàng thượng, tiểu sinh vụng về. Tiểu sinh đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ may được như thế này, còn bị kim đâm vô tay nữa. Hai chiếc áo không nên thân. Tao linh tính ngay từ đầu, đây là con trai của ta mà. Cho truyền người thứ hai vào. Truyền cho người thứ hai vào. Con trẻ xin ra mắt phụ vương. Kìa, người đã mai xong áo chưa? Sao không đem tới so tài? Bẩm phụ vương, con cũng biết ngài nghĩ làm sao nữa. Tự nhiên bắt con trẻ phải làm những chuyện như vậy. Từ nhỏ đến giờ á, mẫu thân của con á dạy con theo cái gia phong của hoàng tộc. Cho nên nếu mà vua cha bắt con cưỡi ngựa bắn cung hoặc làm thơ ngâm vịnh á, thì con sẽ thực hiện liền. Chứ đời nào mà con cầm kim đâu mà bắt con may với lại giá. Tâu hoàng thượng, người này nói cũng có lý lắm. Khanh nói không sai, nhưng hoàng tử chỉ có một thôi. Trong thư nàng viết rõ ràng là sanh cho ta chỉ có một đứa con trai thôi mà. Dạ. Thôi, tâu hoàng thượng, xin trù hoãn lại để tìm cách khác. Được, nhất định phải tìm cho ra được kẻ giả mạo. Dạ. Ta đau đầu quá, nhất định phải tìm cho ra được kẻ mạo danh. Bệ hạ, xin bệ hạ chớ quá lo nghĩ mà ảnh hưởng đến long thể. Ta phải nhanh chóng tìm rõ thực hư giữa hai người đó. Ai là thật, ai là giả? Một trong hai người đó chắc chắn có một người là con trai của ta. Thử hỏi ta không nôn nóng sao cho được chứ. À kìa, đằng kia có một quán nước, xin mời người vào nghỉ chân. Bánh. Chị ơi, cho em cái bánh đi chị. Bánh nè chị. Chị có uống nước mà. Dạ, dạ được rồi chị. Con mẹ, con ăn hết cái bánh này mẹ cho con thêm một cái nha. Dạ. Mẹ. À, sao mẹ chóng mặt quá. Mình đi về đi con. Chị ơi, tính tiền đi chị. Dạ. Tính tiền đi chị. Mẹ, mẹ có sao không? Hai Nguyên mau đỡ bà mẹ lên. Chị mẹ. Có sao không vậy? Ồ, hai em đỡ chị nha. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ. Chị
chị, uống nước cho tỉnh chị. Mẹ, mẹ ơi, Đại quan, sao? Sao đại quan? Sao sao sao? Ta nghe nói là hoàng thượng sắp băng hà đúng không? Vậy liệu người có đủ tỉnh táo để mà viết chiếu chỉ truyền ngôi cho ta không? Đại quan à, hoàng thượng bệnh nặng như vậy sao? Đại quan, tôi xin ông hãy truyền mời tất cả các thần y khắp nơi tới đây để chữa trị cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng, ngài bất ngờ lâm trọng bệnh, chúng ta trở tay không kịp nữa rồi, chắc là phải lo hậu sự thôi. Không, không thể như vậy được. Trời Phật ơi, xin hãy cứu lấy người hiền mẫu thân. Con chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà cơ sở lại như vậy. Đại quan, ông nói cho tôi biết đi, thầy giỏi ở đâu? Ông nói đi, tôi tới tôi mời thầy giỏi về đây chữa trị cho hoàng thượng. Ông nói đi đại quan. Nói cái gì? Bộ người bị điên sao? Ngươi không nghe đại quan nói là phải lo hậu sự, mà nếu lo hậu sự, à, hậu sự tức là ta sắp đăng quan. Đúng rồi, ta sắp đăng quan, đúng không? Đúng không đại quan? Đất nước này một phút làm sao thiếu vua được. Ta sẽ gánh lấy trọng trách nặng nề này. Ông trời ơi, ông thiệt là có mắt, khát vọng một đời của con sắp thành hiện thực rồi. Không thể như vậy được. Mẹ ơi, đến khi con hiểu ra cha mình là ai thì lại đối diện với sự thật u hoàng này. Cha ơi, con chưa được gọi tiếng cha một lần, sao cha nỡ bỏ con? Xin người hãy bình tâm, giờ đã đến lúc chúng ta phải lo hậu sự cho kẻ này. Cái gì? Nè, đại quan không được ăn nói sầm bậy. Nè, làm gì bắt tôi hả? Đại quan, trung thỉnh hoàng thượng. Cha ơi, hoàng thượng, cha buông ra. Con, hoàng thượng, con hãy đứng lên đi. Con ấn là con trai của ta mà, chỉ cái tình thương yêu máu mủ ruột ra mới làm con phải bi lụy như vậy, nghe tin xấu về cha ruột của mình. Tội nghiệp con đã chịu nhiều thử thách. Hoàng thượng, cha, còn tên kia, tên lừa dối phản bạn, ta sẽ trừng trị nhận cái thích đáng. Sao giờ cha khỏe vậy? Hồi nãy con nghe nói là cha băng hà mà. Bây giờ con thấy cha xuất hiện nè, cha mạnh khỏe, con vui dữ lắm. Đến giờ này ngươi vẫn gọi ta là cha sao? Tên khốn kiếp, kẻ nào dịu múa mỏ đòi xương dương xương má ở đây, thật là to gan mà. Tô hoàng thượng, xin cho chém đầu làm gương. Y lệnh. Hoàng thượng ơi, tha lỗi cho hạ thần đi. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi, đừng có giết hạ thần. Hoàng thượng ơi, thưa cha, con xin cha tha thứ cho hắn. Con nghĩ là hắn chỉ nhất thời tỏ lòng tham thôi, chứ thật sự không phải là con người có lòng dạ nham hiểm đâu cha. Thưa cha, dù sao con cũng nợ một món nợ ân tình với hắn, xin cha hãy mở lượng thải hà. Con xin hoàng thượng đại xá cho kẻ hèn này. Con có mắt mà không có trồng, con bị ma quỷ nó nhập, con ăn nói sàm bậy á. Đừng có giết con. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng mở lượng thải hà, làm ơn đi, cho con trở về làm tên thợ tiêu như ngày xưa đi. Thưa cha, em Nhân ơi, em Nhân tha lỗi cho anh đi, anh trả lại hết, anh trả lại bức thư cho em luôn. Nhân ơi, cung anh. Cha, hắn biết lỗi của hắn rồi, cha tha cho hắn đi cha. Con của ta thật là đức độ, nhân ngày vui cha con ta hội ngộ, ta còn đại xá cho ngươi đó, nhưng mà dạy cho ngươi bài học để bỏ thói quan tưởng sằng bậy. Quân bê đâu?
lôi ra ngoài đánh 20 heo, bố thí cho nó 20 đồng để về quê. Dạ, đi. Có đổi hơn hoàng thượng. Mai kiếm con. Mày làm lố quá à. Nè, nghe bà hỏi nè. Dạ, nghe nè bà. Bà hỏi đi. Thì mày phải nghe người ta hỏi cái gì mày, thì mày mới biết người ta hỏi cái gì. Hiểu không con? Thì con nghe con mới hiểu. Nè, bây giờ nè, bà mới hỏi con nè. Có phải á là con ở cùng làng với lại thằng ngốc con của ông bà ngớt đúng không? Dạ đúng rồi. Không những cùng làng mà còn cùng xóm. Mà nhà thằng ngốc kế bên nhà con nữa đó. Vậy thì con có biết tại làm sao mà thiên hạ người ta gọi nó là thằng ngốc không? Trời ơi, chuyện gì, chuyện đó dễ ẹc à. Tại vì nó ngốc y chang như là cha nó, ông ngết vậy đó. Nên người trong làng á gọi nó là ngốc. Mà ngốc có nghĩa là ngu ngốc. Bà hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu. Ngu số. Dạ. Ý là mày nói tao ngu không hiểu chứ gì? Dạ có đâu, tại con lỡ miệng thôi mà. Thôi bà đừng có hỏi nữa, để tôi hỏi cho nó lẹ. Nè, sao mày đã biết bé lớn thương thằng ngốc mà thằng ngốc có thương bé lớn hay không? Tụi nó có hẹn hò với nhau hay không? Mà tụi nó đã hẹn hò ở đâu? Vào cái giấc nào trong ngày mày nói cho ông bà nghe coi. Trời ơi, cái chuyện đó hả, ly kỳ hấp dẫn lắm. Con theo rình mỗi ngày nè. Cái chỗ đó rất là thơ mộng, lãng mạn. Và đặc biệt nha, cực kỳ vắng vẻ. Là chỗ nào vậy con? Chỗ mấy đứa nết ở chuồng tắm á. Trời đất ơi, mày nói có trúng không mày? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ở mấy cái chỗ mà con nít ở chuồng nó tắm là sao? Chỗ đó mới là thơ mộng á. Mà con nói thiệt nha, thằng ngốc á, nó cũng ngốc y chang như con vậy á. Nên ông bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông bà hiểu không? Hiểu không? Bà hiểu không? Ông hiểu. Con biết con lỡ miệng rồi. Thôi con đi phơi lúa nha. Con đi nha. Ê khoan, cúi xuống. Con bị dính hả? Cái mặt lỡ miệng này con, đi mày. Trời đất ơi, không biết thằng này nó có nói thiệt hay không. Nói chuyện khó hiểu mà khó tin quá. Khó tin cái gì? Thì bây giờ nó đã nói là nó ở kế bên nhà thằng ngốc. Nó đã nói như vậy thì ông cứ tin như vậy đi. Thắc mắc làm cái gì? Hiểu không? Lên đây một chút. Nó quá trái một chút. Có phải? Để coi, để xuống đi. Sao chú ngốc không nhảy qua mà về cục đá rồi mới đi qua? Tại nó ngốc mà. Chưa chắc đâu. Nếu ngốc, tại sao cô bé lớn lại thương chú ngốc? Hai người sắp làm đám cưới rồi đó biết không? Hay là tụi mình thử lần nữa coi. Chú ơi chú, trời nóng rồi, ra bờ sông tắm với tụi con cho mát nha. Lại đây. Chú nói cho mình con nghe thôi nha. Dạ. Đừng nói cho ai biết nha.
cũng đừng có nói cho mấy đứa đó biết nha. Hôm nay á, chú có hẹn với cô bé lớn rồi, không có đi tắm sông được. Có hẹn với cô bé lớn. Chú Ngốc ơi, vậy cô bé lớn có biết lội không? Cô bé lớn hả? Cô bé lớn lội giỏi lắm á. Biết lội. Còn chú có biết lội không? Đừng nói cho tụi nó nghe nha, mắc cỡ lắm á. Chú không có biết lội. Không biết lội. Chú ơi, mà chú nói chú thương cô bé lớn lắm mà. Rủi cô bé lớn té xuống sông, chú không biết rồi, làm sao mà chú cứu cô bé lớn được. Đúng rồi đó. Nè, tụi con mới bắt mấy con chuồn chuồn, chú đi với tụi con ra bờ sông, cho chuồn chuồn nó cắn cái rúng của chú là chú biết lội liền à. Chuồn chuồn cắn rúng biết lội thiệt hả? Chuồn cắn rút miết lội thiệt hả? Dạ. Vậy thì chú cho cắn liền. Chú chuẩn bị chưa? Chú chuẩn bị rồi. Thôi mà, cho chuồn chuồn cắn là biết bơi thiệt hả? Dạ, con nghe người ta nói như vậy á. Mà có đau không vậy? Dạ không, chị nhột nhột chút thôi. Cắn đi, cho nó cắn đi. Vậy là chú biết bơi rồi đó. Ủa, thiệt hả? Có vậy thôi là chú biết bơi rồi đó hả? Dạ. Vậy, chú nhảy xuống đi. Một, không biết lội á, lỡ bé lớn té xuống sông á, Ngốc không có cứu được bé lớn. Tụi nhỏ nó còn nói á, cho con chuồn chuồn cắn cái đúng là biết lội liền à. Ngốc thương bé lớn mới chịu cho con chuồn chuồn cắn đừng cứu bé lớn nè. Trời ơi là trời, mà tôi có té xuống dưới sông hồi nào đâu trời. Chuyện vậy mà cũng làm nữa, mấy đứa nhỏ nó chọc, nó giỡn chơi vậy mà cũng làm nữa hả? Rồi nó kêu chuồn chuồn cắn rúng cũng cho cắn luôn, rồi nó kêu nhảy xuống sông cũng cho nhảy luôn. Ai mà biết, tưởng cho chuồn chuồn cắn rúng là biết lội liền, ai giờ nhảy xuống sông uống nước thấy bà luôn à. Nó phải biết lội, chừng nào á
Bé lớn té xuống sông Ngốc mới cứu bé lớn được chứ. Ngốc thương bé lớn lắm mà. Bé lớn cũng thương anh Ngốc nữa, thương lắm lắm luôn á. Nhưng mà anh Ngốc á, mốt Ngốc phải khôn ra nghe không? Làm sao khôn được? Thì cái gì mình không biết á thì mình hỏi. Mà em nói thiệt nha, làm như em thấy là không phải là anh Ngốc ngốc đâu, mà là tại vì anh Ngốc thiệt thà quá. Chắc vậy quá à. Ngốc thiệt thà lắm. Quay mặt qua đây tôi biểu coi, từ ra về sau là không được giỡn với chú Ngốc như vậy nữa nghe không? Dạ. Con nít á là phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời người lớn, nghe không? Dạ. Con xin lỗi cô chú, từ ngày này nữa đâu con không dám làm nữa. Giỏi, bây giờ đi chơi đi. Nhanh. Bé lớn, đỡ Ngốc dậy đi. Bé lớn, bé lớn, đỡ Ngốc dậy đây. Bé lớn. À, chuyện hôn sự của đôi trẻ thì đợi vợ chồng của tôi lựa được ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua báo anh chị biết sau nha. Dạ, xin kiếu anh chị. Dạ, xin kiếu à. Dạ, 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 vợ chồng tôi xin phép anh chị, vợ chồng tôi về. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Linh! Bộ vui lắm hay sao mà cười? Vui. Bận đồ gì đâu mà không thấy tay vậy đâu. Cái gớm. Giận cá kém thớt. Sao con nhỏ đó nó cứ khăng khăng đòi lấy cái thằng quỷ đó, tôi mới tức chứ. Tôi đành phải ngậm bồ hòn, gật đầu mà đồng ý. Ông à, tụi nó quen nhau á cũng được 3-4 năm rồi, mà tụi nó hẹn hò nhau á ở chỗ cái bờ sông vắng que, không có bóng người qua lại. Bây giờ con mình không chịu thằng Ngốc thì chịu ai bây giờ? Tôi nói rồi đó nha, con gái của bà có số lấy chồng thằng Ngốc là tại nó, chứ đừng có đổ thừa tôi à nghe. Sao mà khó tính quá à. Bây giờ con của mình đã lớn rồi, phải cho lấy chồng, chẳng lẽ để nó ở giá hả? Với lại á, ông phải nên vui đi. Tôi thấy thằng Ngốc á, nó đâu có ngốc đâu ông, mà nó thiệt thà chất phác. Trời ơi, con gái mình lấy được nó là mình cũng mừng rồi. Tôi với ông bây giờ đã già cả rồi, sống nay chết mai, biết đâu bây giờ ông đang nói chuyện tôi nè, lát ông đứng dậy ông giải đành đạch ông chết thì sao? Ý tôi nói là sống chết mình không có ngờ được. Bây giờ mình thấy con gái mình thành thân vậy rồi, mình phải vui chứ ông. Vui vui cái con khỉ. Bà biết một mà không biết 11. Ở làng của mình đây nè, có ông thầy khóa, ông vừa giàu sang, thông minh, chữ nghĩa đầy bụng. Tại sao con gái mình không ưng cái ông khóa đó, mà trong cái ông khóa lại ưng con gái mình á? Thiệt, mỗi lần mà nghĩ tới thầy khóa tôi tiếc đức luôn. Buồn ơi là buồn. Ông à, ông đã nhận lễ trầu ca của cha mẹ của thằng Ngốc rồi, bây giờ ông cứ thẳng một đường mà đi đi, ngó nghiêng ngó lui làm gì vậy? Đúng không? Con sao vậy? Nãy giờ mẹ cằn nhằn con mà con không trả lời, mà cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì không? Con mệt quá, sao con trả lời mẹ nổi. Sao mệt? Nói mẹ nghe coi. Thì ở bên nhà bển á, cái gì chồng con cũng không biết hết trơn á. Rồi cái gì con cũng phải nói, cái gì con cũng la. Con la riết mà giờ con đâu còn sức đâu con nói cho mẹ nghe. Thì cũng tại con, trước đây á, con có 1-2 đòi lấy thằng Ngốc. Bây giờ con than thở gì, phải ráng chịu thôi. Thì con đồng ý là con đòi lấy anh Ngốc thiệt, nhưng con đâu có nghĩ là anh Ngốc tới nước như vậy đâu. Cái gì anh cũng hỏi con riết con cũng khùng luôn á. Ủa sao giờ mẹ mới nghe con nói?
Lúc trước ở bên nó cầm chập mà. Mẹ biết sao không? Lúc trước cha mẹ anh còn sống thì anh còn hỏi được người này hỏi được người nọ. Còn bây giờ còn có một mình con hả? Cho nên cái gì cũng hỏi con hết. Mẹ nghĩ vậy á là con có phước đó. Bởi vì sao? Bởi vì con đã lấy được thằng chồng thiệt thà chất phác. Con nói sao á nó cũng nghe theo con. Mà con muốn làm gì á cũng tùy ý con. Như vậy sướng quá rồi. Chẳng bù với mẹ. Đó con thấy ông cha của con khôn quá à. Mẹ nói cái gì á cũng cãi lời mẹ. Mẹ nghĩ mẹ mới là người khổ còn con là người sướng đó. Không dám rồi mẹ ơi. Con là con muốn lấy chồng chứ con có muốn lấy vợ đâu. Riết rồi con thấy con giống như là làm chồng vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Hơ. Cái con này thiệt tình. Có phước không biết thường. Dạ con chào bác. À, dạ chào thầy khóa. Dạ. Thầy tìm nhà tôi hả? Dạ nhà tôi đi ra ngoài chưa có về. Dạ. À, dạ thưa bác. Con có một cây sâm nhiều năm. À, muốn gửi biếu cho bác trai để bác trai bồi bổ sức khỏe. Dạ. Và con cũng có vài sắp tơ lụa thượng hạng để gửi biếu cho bác gái. Trời ơi, thầy à, thầy làm vợ chồng tôi thiệt là ngại quá. Con gái nhà tôi á đã lấy chồng mấy năm nay rồi mà thầy vẫn lui tới nhà này rồi biếu xén quà cáp toàn là những thứ quý giá không à. Thiệt vợ chồng tôi hết sức là ngại gì đó. Dạ thưa bác gái, đó là tấm lòng của con đối với hai bác, còn tình cảm của con với bé lớn á thì không bao giờ thay đổi. Dạ xin bác đừng có áy náy mà con mang tội. Bác cứ coi con như là con cháu trong nhà đi ạ. À, nhà tôi về. Chà, chàng rể Hụt tới thăm ông già vợ Hụt đây mà. Dạ con chào bác. Ừ thôi nhân dịp này con ở lại đặng hai cha con Hụt của mình uống rượu bữa nha. Dạ cha đã nói thì phận làm con không dám cãi à. Dạ ngồi đi con. Dạ dạ con mời. Ngốc. Tôi có một cái chuyện này tôi muốn nói với anh. Từ nào tới giờ tôi ở trong cái nhà này á, tôi cũng làm vừa lòng cha mẹ, không làm phật ý ai hết. Nay cha mẹ mất rồi thì thôi anh cho phép tôi nói thẳng nghe. Nếu như mà anh mà cứ ngốc vậy hoài á thì thôi anh cho phép tôi được đi về nhà bên cha mẹ ruột của tôi ở nghe anh ngốc. Vậy cũng được. Trời ơi. Tôi nói cho anh biết luôn nè. Tôi có một người khác bây giờ đòi cưới tôi nè. Anh thấy làm sao? Vậy cũng im trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Ngốc ơi là ngốc ơi. Tôi đi lấy chồng khác mà anh cũng chịu nữa hả? Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bây giờ như vậy. Bây giờ tôi hỏi một cái chuyện cũ nha. Hồi lúc trước á, mấy đứa con nít có một lần nó thấy anh đi từ đằng xa rồi nó mới muốn chọc anh, nó lấy cục đá nó để ở giữa đường vậy nè. Tại sao anh đi tới anh thấy cục đá, anh mở cái chân anh bước qua cái cục đá mà anh cầm cục đá anh bỏ vô lề đường? Tại sao vậy? Thì ngốc đem cục đá vô đường, lỡ người ta dấp té rồi sao? Làm người làm vậy coi sao được. Trời ơi có cái gì đâu mà coi không được. Người ta dắp té thì hay kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Trời ơi ngốc ơi, làm sao mà anh ngốc dữ vậy? Sao mà tôi có thể ở được với một người chồng như vậy á trời. Bây giờ vậy, tôi nói rồi nghe, anh mà cứ vậy hoài á là tôi đi về nhà cha mẹ ruột tôi ở á. Mà lỡ như tôi có lấy chồng khác thì anh cũng đừng buồn tôi nghe. Vậy cũng im trời. Trời ơi vậy cũng chịu được nữa hả? Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi liền. Hết sức rồi. Ngốc ơi, Ngốc ơi. Mày cho bà hỏi coi, vợ mày đi đâu vậy Ngốc? Nó nói còn ngốc quá, nó về nhà cha mẹ ruột nó luôn rồi. Trời ơi, còn ngốc thiệt á. Con mà để con bé lớn á về bên nhà của ông Côn á, rồi ổng to nhỏ rồi ổng làm đám cưới với thầy khóa cho mà coi. Thầy khóa á hả, ổng giàu có mà học giỏi, chữ nghĩa của ổng á hả một bụng đó. Mà ông thầy khóa hả, ổng thương con bé lớn á lâu rồi, mà ông Côn á thì ổng lại tham tiền, thế nào ổng cũng nói vô á cho con bé lớn á ưng ông thầy khóa, ổng mới vừa lòng đó. Kệ bé lớn đi,
nó tham tiền thì cho nó theo thời khóa luôn đi. Ê trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Vợ mày á đi cưới chồng khác á mà mày á hả kệ hả? Nó mà đi á hả là mày mất vợ luôn á. Mất vợ là đi luôn không về hả bà? Chứ còn gì nữa. Con không chịu mất vợ luôn đâu. Bây giờ con làm sao hả bà? Bây giờ con ngốc, con đi ra ngoài đường đi. Người ta nói á, đi ra một ngày đàn thì học một sàng côn. Nếu như con còn thương vợ con á thì con mau đi học côn để mà chạy đi cứu vợ con đi ngốc. Phải rồi, con phải đi học côn để cứu nó ra khỏi tai thị khóa háo sắc kia. Hay là con đi kiện quan trên nha bà. Trời ơi, ai cũng nói con á, nếu mà có đi thưa kiện á thì làm không có lợi ai đâu. Con nghe lời bà, con phải đi học côn đi ngốc ơi. Vậy con đi liền, cảm ơn bà. Ừ, mau đi. Hên nang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hên ngoan ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hên thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hay quá. Hên nang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập to, thập to. Lo cũng chết. Thập to, thập to. Lo cũng chết. Thập to, thập to. Lo cũng chết. Hay. Thập to, thập to. Lo cũng chết. Hên thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. 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 Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập thò, thập thò. Lo cũng chết. Hay quá. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Hay. Thôi, cơm cụ no sai rồi. Xin phép bạn mình về. Đừng qua sớm. Cơm rượu no sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Cơm rượu no sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Hên thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập thò, thập thò. Lo cũng chết. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Cơm rượu no sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan số. Hay quá. Thuộc hết rồi. À, xin thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả bà con cô bác đã tới đây dự buổi tiệc cưới của con gái lần thứ hai. Dạ 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 không phải, dạ lần một. Dạ. Lần đầu. Dạ. Mời bác. Dạ, con mời mấy bác. Dạ, dạ. Dạ. Mời nâng ly à. Dạ nâng ly. Dạ. Dạ. Dạ xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời mình nâng đũa. Dạ, cảm ơn con rể. Ông bà ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ người ta ăn mày làm gì vậy? Nhìn ra ngoài sân kìa.
tới đây làm chi vậy trời? Thênh thang ngồi dưới cỏ xanh còn hơn ngồi trên chiếu hoa. Ngốc, 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 vô đây nè ngốc. Kên vô miệng. Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Mày kêu nó vô làm gì hả? Đi vô làm việc đi. Dạ. Thập thò thập thò lo cũng chết. Cái gì cười? Đúng là càng ngày nó càng ngốc. Hôm nay á, vợ của nó đi lấy chồng về, gì mà nó cũng dát cái mặt tới đây để mà hả? Mà thế nào nó không biết nhục nhã là cái gì? Bởi vì tao nói, tôi gả con bé lớn á cho thầy Khóa đúng là sáng suốt, mà thấy đúng không? Sáng suốt, sáng suốt. Nè, nhưng mà thằng ngốc á, nó đi qua đi lại cái kiểu này hoài á, không có ổn đâu. Đã vậy á, nó còn nói nhảm nữa. Ông nhìn kìa, đó, bà con nó đang sầm xì bàn tán gia đình mình kìa. Họ nó lét bên này nè, cái bảo vàng á, bà đang nó lén mình đó. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ mình mời thằng ngốc vô ăn tiệc luôn đi. Phải làm vậy đó, như là tỏ ra vợ chồng mình rất là lịch sự, chứ không thể nào để nó đứng ngoài được. Đi, cứ vô đi. Kên. Dạ, dạ, dạ. Mời bà con. Dạ. Dạ, chú con. Mày đi ra mời thằng ngốc vô đây ăn. Mời vô đây hả ông bà? Con sắp cho ngồi ngay giữa ông bà được không? Cúi đầu xuống. Ôi dạ. Ngủ. Ra biểu đó. Vô đi. Rồi á, mày nhét nó vô trong cái kia kìa. Ngồi chung với cái đám gia nhân. Mày làm sao đừng có để nó ngâm thơ, đừng có nói chuyện gì hết là được rồi. Dạ con hiểu rồi. Đi. Dạ, xin mời bà con. Ngốc, ngốc. Ngốc. Mày đói bụng lắm đúng không? Đói. Vô đây đi, tao cho mày ăn thoải mái luôn. Bữa nay đồ ăn quá trời luôn á. Đi vô đây. Vô đây nè, vô đây. Đi. Tông ở đây hả? Muốn ăn mời, gì nha? Bà con mình nâng ly nha. Dạ, xin mời, xin mời. Xin mời. Rớt rượu con rể. Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Nói gì nữa vậy Rễ Hiền? Nó nói chuyện kiểu như vậy thì nó đâu có ngốc đâu cha. Nó ngốc mà con. Mẹ với cha không nghe nó nói cái gì sao? Ý nó nói cái gì con dịch lại cho cha nghe coi. Nó nói là Thượng Điền Tích Thủy Hạ Điền Khang. Là sao? Vậy? Có nghĩa là mâm trên của mình có rượu, mâm dưới của nó không có rượu. Có nghĩa là nó chửi xéo mình, nó nói cha không biết lễ nghĩa đó cha. Mâm gia nhân không có rượu. Chết cha rồi em. Đâu có, còn ngồi đây mà. Không phải cha em, mà là anh. Anh đang cưới vợ của nó. Có nghĩa là anh đang lấy vợ của nó. Là anh đã sai rồi. Đó mà kiện lên quan một cái là chết cha anh. Thôi em ở lại vui vẻ nghe. Anh dọn trước nha. Để đi đâu vậy? Tiệc đang vui mà con bỏ đi đâu vậy? Cha ơi cha, thằng này nó không có khờ đâu cha. Nó khôn ngầm đó cha ơi, nó chửi con. Yên tâm đi, thằng đó nó ngốc lắm. Không có ngốc đâu cha, nó kiện liên quan là chết con. Thôi con chạy trước. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Trời ơi cha ơi, nó bội thêm một câu nữa rồi kìa cha. Nó là cái gì nữa, con dịch ra coi. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Nó nói con bây giờ mà không chạy là chết với nó, không có cơ hội để chạy nữa đâu. Thôi con giọt trước nha. Đại ông ơi, còn sao đi cha? À cha, mẹ cái gì chết tới nơi rồi nè. Nó giả bộ ngốc nghếch thôi, chứ thật ra là nó đang bày mưu sâu kế độc gì đó. Biết đâu nó hại vợ chồng mình, nó hại gia đình mình ở tù bỏ trống thì sao? Vậy bây giờ làm sao? Làm sao tôi biết tới làm sao đây? Cơm rượu nó sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Để có chuyện gì á thì mình đóng cửa bảo nhau lên quan chi cho nó thiệt. Nè cô bé lớn ơi, cái cậu ngốc á, cậu không có ngốc đâu. Cậu á khôn á và cậu nhiều chủ nghĩa lắm.
cậu á giả là bộ ngốc đó, gửi mà thử lòng cô đó thôi. Nếu như mà cô còn thương chồng á, nè ông bà ơi. Dạ. Hai ông bà xe duyên lại cho đôi trẻ đi. Con à, mình là vợ chồng với nhau. Ơ không không, hai đứa con là vợ chồng với nhau thì có chuyện gì không phải mình đóng cửa, mình dạy bảo nhau chứ đừng có lo quan làm gì nghe con nha. Nói nói. Dạ, lớn. Nói đi. Dạ. Anh Ngốc ơi, anh Ngốc. Ê, hả? Ngốc đâu mà Ngốc. Chồng ơi chồng. Chồng ơi, chồng tha lỗi cho vợ nha. Bây giờ chồng đưa vợ về nhà đi. Vợ biết là chồng không có ngốc đâu. Vợ tôi biết à, mà. Tôi con cũng tha lỗi cho vợ con à. Rồi tha lỗi cho vợ chồng của cha mẹ. Cái gì? Cha mẹ à. Dù sao cha mẹ cũng già rồi. Bệnh lắm con à. Cho nên lú lẫn có làm điều gì sai thì con bỏ qua. Đừng có buồn giận cha mẹ nha. Đừng có buồn giận vợ con nha. Thôi giờ nè con kêu một tiếng vợ đi là coi như là con tha lỗi cho vợ con rồi. Kêu tiếng vợ cho cha mẹ mừng đi con. Kêu đi con. Kêu vợ đi con. Vợ con nè. Vợ. Vợ. Nó kêu rồi. Nó kêu rồi. Mời dạ, bà con. Rồi. Chúc mừng cho ngày vui của con gái tôi.